Chủ đề khoa học năm gồm môn khoa học năm gồm 6 chủ đề: chủ đề chất, chủ đề năng lượng, chủ đề thực vật và động vật, chủ đề vi khuẩn, chủ đề con người sức khỏe và chủ đề thứ sáu là sinh vật và môi trường. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu từng chủ đề một. Cái thứ nhất là ta nói về chủ đề chất, thì ở chủ đề chất sẽ được phân ra thành 6 bài học. Bài thứ nhất, thành phần vai trò của đất đối với cây trồng. Bài thứ hai, ô nhiễm xói mòn đất và bảo vệ môi trường đất. Bài thứ ba, hỗn hợp và dung dịch. Bài thứ tư, đặc điểm của chất ở trạng thái rắn lỏng khí, sự biến đổi trạng thái của chất. Bài thứ năm, sự biến đổi hóa học của chất. Và bài thứ sáu là ôn tập chủ đề. Trong đó có một bài 2 là 3 tiết và bài 6 ôn tập chủ đề 1 tiết, còn những bài còn lại là 2 tiết. Bây giờ nói về từng bài học của chủ đề chất thì chúng ta đối chiếu với cái chương trình khoa học của năm trước các thầy cô vừa dạy, thì ở chủ đề chất các thầy cô sẽ hình dung thấy là cái bài đầu tiên là bài thành phần vai trò của đất đối với cây trồng, thì trước đây không không có trong chương trình lớp 5 hiện hành. Ở bài này thì được xây dựng với hai cái nội dung kiến thức đáp ứng yêu cầu cần bà đạt: một là thành phần của đất và hai là vai trò của đất đối với cây trồng. Ở cái bài học này thì cái phương pháp chủ đạo để tìm đó là để học sinh hoạt động tìm tòi khám phá dựa trên những cái thí nghiệm đơn giản có thể làm, học sinh có thể làm tại lớp và với sự quan sát để học sinh tìm ra được những cái kết quả từ thí nghiệm, và từ kết quả của thí nghiệm bằng cách phân tích suy xét học sinh có thể khái quát ra được những cái nội dung kiến thức cần nắm vững, đó là thành phần của đất và vai trò của đất đối với cây trồng. Thì khi thực hiện bài học này thì các thầy cô có chú ý, vì nó là bài có thí nghiệm, trên cái lưu ý thứ nhất là đất thả vào cốc nước phải hơi khô và là đất lấy từ vườn trồng rau. Cái thứ hai là sinh vật không phải là thành phần của đất, đất là môi trường sống của các sinh vật. Đấy. Vì có người quan niệm này có những con vật nhỏ sống trong đất thì cũng là thành phần của đất. Thì chúng ta nhấn mạnh các con vật đó chỉ là không phải là thành phần của đất, mà đó là cái đất sẽ trở là nên là môi trường sống của các sinh vật, là chỗ sống của sinh vật. Thì đây là cái đặc điểm, một cái bài đặc điểm mới với một cái bài mới đầu tiên của lớp 5, xưa nay các thầy cô không dạy trong chương trình tiểu học. Bài thứ hai của chủ đề này là ô nhiễm xói mòn đất và bảo vệ môi trường đất. Thì ở bài này cũng là một điều mà không có một bài học cụ thể ở trong chương trình lớp 5 cũ. Đấy. Bài học này trình truyền tải hai nội dung: nguyên nhân tác hại, biện pháp phòng chống ô nhiễm xói mòn đất, và cái thứ hai là biện pháp bảo vệ môi trường đất. Ở bài học này thì cũng hoạt động cái phương pháp dạy học nổi bật, đó cũng là hoạt động tìm tòi khám phá. Tuy nhiên ở bài này là tìm tòi khám phá dựa trên cơ sở dữ liệu là từ những sự kiện hiện tượng trong tự nhiên. Tuy nhiên thì cái sự kiện hiện tượng này sẽ được nhóm tác giả trong sách lựa chọn là bằng những cái hình ảnh đặc thù và dựa vào quan sát những cái hình ảnh mô tả được trong các cái bức tranh, thì học sinh sẽ tự tìm ra những cái yếu tố về nguyên nhân gây ô nhiễm của đất và cái tác hại của sự ô nhiễm của đất, rồi cách bảo vệ chống những cái tác hại đó như thế nào. Tự các em quan sát, khám phá và tự ra tìm ra xây dựng được cái kiến thức. Đó là cái con đường mới mà sách đã sử dụng. Đấy.
Có cái điểm lưu ý khi dạy bài này. Là cần chỉ ra để học sinh thấy được ô nhiễm đất là đưa ra các chất thải nguy hại ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống con người sinh vật. Cái thứ hai là cái việc làm xói mòn đất không phải chỉ ở những vùng đất dốc mà còn cả những vùng đất phẳng cũng là một cái gây ra những cái ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của con người. Và có một điểm chú ý là do tùy từng địa phương cho nên là các thầy cô có thể sử dụng những cái kiến thức mà các thầy cô nắm bắt được ở địa phương khai thác rồi cũng từ những cái kinh nghiệm và những cái điều hiểu biết của học sinh để đưa thêm ra những cái biện pháp phòng chống cái tác hại do ô nhiễm đất hay là do việc xói mòn đất. Bài thứ ba đó là bài hỗn hợp và dung dịch. Thì ở bài này các thầy cô thấy là chúng trong chương trình cũ của lớp năm cũ cũng có đã sử dụng bài học này, nhưng bài học này ở trong chương trình cũ thì nó có hai bài, hai tiết riêng viết ở hai bài riêng là hỗn hợp riêng và dung dịch riêng. Đấy, bài hỗn hợp và dung dịch riêng. Tuy nhiên ở trong sách khoa học năm mới thì bài này đã được viết lại thành vào một bài, sẽ thành vào một bài hỗn hợp và dung dịch. Ở bài học này có hai nội dung. Nội dung thứ nhất là khái niệm để học sinh hình dung ra thế nào là hỗn hợp, thế nào là dung dịch, phân biệt được cái sự khác nhau giữa hỗn hợp và dung dịch. Và nội dung thứ hai đó là một cái nội dung mà rất mới và mang tính thực hành, đó là tách muối hoặc đường ra khỏi dung dịch muối đường. Hoạt động chủ đạo của bài này để phát triển cái năng lực cũng như tư duy của học sinh thì cũng sử dụng cái hoạt động tìm tòi khám phá từ quan sát làm thí nghiệm tạo ra một hỗn hợp và một dung dịch để phân biệt được đặc tính tính chất riêng của mỗi loại chất dung dịch hoặc là hỗn hợp, thấy sự sự khác biệt giữa hai cái hỗn hợp và dung dịch. Sau đó học sinh tiến hành thực hành thí nghiệm tách muối ra khỏi dung dịch muối. Đấy là cái điểm mới. Đó. Lưu ý thì ở đây các thầy cô cần làm rõ để học sinh nắm được khái niệm hòa tan, khái niệm phân bố đều khi đưa ra khái niệm dung dịch. Vì học sinh có thể nhầm lẫn một số hỗn hợp là dung dịch như sữa tươi này, nước cam này, nước phù sa, đấy, thì có thể nhầm lẫn là hỗn hợp là dung dịch. Cái thứ lưu ý thứ hai nó có thí nghiệm thì khi sử dụng thí nghiệm thay thế trong thực hành tách muối nếu không có đủ dụng cụ các thầy cô có không có thể thay thế những cái dụng cụ và mà các trong điều kiện dạy học các thầy cô có thể có được và để an toàn khi làm thí nghiệm vì nó có dùng đến ngọn lửa để trưng cất trên cái này cũng là cái mà các thầy cô sẽ chú ý quan sát tập trung kỹ hơn để tránh những cái xảy ra ở lớp là do học sinh làm không cẩn thận. Bài thứ tư của chủ đề chất là đặc điểm của chất ở trạng thái rắn, lỏng, khí, sự biến đổi trạng thái của chất. Thì ở cái bài học này cũng đã các thầy cô cũng đã dạy ở chương trình lớp năm cũ. Tuy nhiên ở bài học này thì cái đầu tiên các thầy cô thấy là nếu ở lớp năm cũ thì chúng ta gọi là thể, sự chuyển thể. Đấy. Từ trạng thể rắn sang thể lỏng sang thể khí và ngược lại. Các thể đó có thể chuyển cho nhau và đó gọi là sự chuyển thể. Thì ở đây sử dụng một cái từ khác là trạng thái. Thì giữa khái niệm thể và trạng thái thì thực chất thì xưa này thì cũng đã có sử dụng người ở cuốn sách này thì dùng là thể, cuốn sách khác thì dùng là trạng thái. Nhưng tính đến thời điểm chương trình giáo dục 2018 thì thống nhất chúng ta không dùng từ thể mà sẽ dùng từ trạng thái. Đúng.
Trường có hai nội dung. Cái điểm mới ở đây đó là cái hoạt động khởi động là dựa trên một cái câu chuyện ngụ ngôn để các em sẽ thấy được là cái gắn kết giữa cái hoạt động thường nhật trong cuộc sống với lại bài học. Đấy. Cái thứ hai là cũng sử dụng cái cách đó là theo con đường khám phá, khám phá từ những cái thí nghiệm đơn giản để các em phát hiện ra vật chất đó đang ở thể nào, đang ở trạng thái nào và vật chất đó được chuyển trạng thái như thế nào. Có một điểm lưu ý là ở đây có một cái từ, từ là thể tích, đó là từ khóa mà học sinh chưa học. Và cái đặc điểm chiếm khoảng không gian của chất sẽ thay từ cho từ thể tích. Nói là chia đặc điểm chiếm khoảng không gian của chất. Cái này ta nói đối với chất lỏng và chất khí. Một cái điểm mới nữa là trong bài đưa vào tính vận dụng với các cái hiện tượng thực tiễn. Đấy. Đặc biệt là có liên hệ đối với trường sự biến đổi trạng thái của băng trong cái sự biến đổi của môi trường trái đất hiện tại. Bài thứ 5 của chủ đề chất là sự biến đổi hóa học của chất. Thì cái bài sự biến đổi hóa học của chất ở đây cũng là bài mà các thầy cô đã dạy trong bài 38, 39 ở sách khoa học năm cũ. Tuy nhiên, cái con đường và cái cách tiếp cận của bài học trong khoa học năm ở bộ này, kết nối tri thức này, nó có khác, nó cô đọng và nó hướng tới sự phát triển năng lực và năng lực, khả năng tư duy cũng như đặc biệt là năng lực tự học của học sinh. Để đảm bảo được yêu cầu cần đạt, bài này chia thành hai nội dung, một là biến đổi hóa học, hai là một số ví dụ về biến đổi hóa học trong đời sống. Cái chỗ một số ví dụ về biến đổi hóa học trong đời sống chính là sự gắn kết tri thức với cuộc sống. Cái điểm lưu ý ở đây là giáo viên giúp học sinh xác định được chất mới hình thành qua quan sát. Cái điểm thứ hai là kết hợp vận dụng giải thích hoặc xử lý tình huống cái đinh sắt bị rỉ trong cuộc sống. Và từ đó các em có thể đề xuất cao hơn là làm thế nào để chống rỉ được đối với những cái vật liệu, đối với những cái đồ vật mà sử dụng sắt trong gia đình. Điều đó thể hiện được cái sự kết nối tri thức với cuộc sống và đó cũng là một cái hoạt động vận dụng mang tính thực tiễn cao. Cuối là bài 6 là bài ôn tập chủ đề. Thì như các thầy cô đã được trao đổi buổi sáng thì tất cả 6 chủ đề cũng như từ lớp 4 đến lớp 5 thì ở cái bài ôn tập thì đều đặt ra hướng tới hai cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là học sinh sẽ hệ thống hóa được cái nội dung kiến thức đã học trong mỗi chủ đề dưới dạng sơ đồ. Đấy. Hoặc là các em bổ sung thêm sơ đồ, hoặc là các em quan đọc sơ đồ để mô tả nội dung, thấy được cái liên kết từng các kiến thức trong chủ đề. Và phần thứ hai đó là sẽ có một số các cái bài tập tình huống, và các cái tình huống này đều gắn với thực tiễn để học sinh vận dụng kiến thức trong chủ đề giải quyết các cái bài tập tình huống này. Các bài tập được đưa ra từ thấp đến cao, có tính vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống. Tất cả 6 chủ đề của cuốn khoa học năm cũng đều theo cái kiến trúc đó, đều theo cái ý tưởng đó. Chủ đề thứ hai là chủ đề năng lượng. Thì chủ đề năng lượng được chia thành 6 bài học. Bài học thứ nhất là vai trò của năng lượng. Bài học thứ hai là sử dụng năng lượng điện. Bài học thứ ba là mạch điện đơn giản, vật dẫn điện và vật cách điện. Bài học thứ tư là năng lượng chất đốt.
Bài học thứ 5 là sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng nước chảy. Và bài học thứ 6 cũng là ôn tập. Có bài học thứ 5 là sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng This lượng meeting nước is chảy being recorded. Là 3 tiết. Còn lại bài ôn tập là 1 tiết. Bây giờ đi vào từng bài học. Thì ở bài học thứ nhất nói về vai trò hai nội dung. Một là số nguồn năng lượng, hai là sử dụng nguồn năng lượng thông dụng. Cái khái niệm năng lượng thì học sinh đã sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên có những nguồn năng lượng nào và sử dụng chúng thế nào trong cuộc sống thì học sinh chưa đưa ra được câu trả lời chính xác. Do đó bài học giúp học sinh giải quyết hai vấn đề. Một là có những nguồn năng lượng thông dụng nào. Hai là con người sử dụng các nguồn năng lượng đó vào những việc gì trong cuộc sống. Điểm mới và lưu ý ở đây thì đó là các hoạt động học được tổ chức theo các giai đoạn của phương pháp tìm tòi khám phá. Và cái tìm tòi khám phá ở đây là đi theo phù hợp với cái mức độ hoạt động của học sinh tiểu học. Đó là thông qua một số cái hoạt động quan sát trong thực tiễn được mô tả bằng hình ảnh. Đấy. Học sinh sẽ sử dụng các cái thao tác tư duy so sánh phân tích tổng hợp để nêu lên được một số nguồn năng lượng và sử dụng các nguồn năng lượng đó trong cuộc sống. Tuy nhiên trong cái khuôn khổ của sách thì chúng ta không thể nào mà đưa được hết các cái ví dụ về sử dụng năng lượng trong cuộc sống của con người, cho nên trong bài học cũng có một cái phần mở để các thầy cô sáng tạo và để khai thác học sinh phù hợp với điều kiện dạy học của mình. Đó là bao giờ cũng có những cái câu hỏi, câu thảo luận đề nghị là học sinh nêu thêm các cái nguồn năng lượng và việc sử dụng các nguồn năng lượng đó trong ở cái nơi mình sống. Đấy. Thì chỗ đó là chỗ để các học sinh và các thầy cô sáng tạo. Bài thứ hai sử dụng năng lượng điện thì bài này cũng các thầy cô cũng đang dạy ở trong chương trình cũ. Bài này trình bày hai nội dung, một số nguồn năng lượng thông dụng, cái thứ hai là sử dụng các nguồn năng lượng trong bài này có hai nội dung, chắc là bị nhầm. Bài này có hai nội dung là nói về, chỗ này chắc đánh bị nhầm, xin lỗi. Bài này cũng sẽ có hai nội dung. Nội dung thứ nhất là nói về toàn khi sử dụng điện. Bài này là sử dụng năng lượng điện. Xin lỗi thầy cô, trên mạng đánh nhầm, trên máy đánh nhầm. Hiện nhầm. Cái thứ nhất là nội dung thứ nhất là nói về vấn đề an toàn khi sử dụng điện, và nội dung thứ hai là nói về tiết kiệm khi sử dụng năng lượng điện. Đấy. An toàn và tiết kiệm năng lượng khi sử dụng điện. Đấy. Thì cái điểm mới ở đây đó là học sinh thông qua quan sát một số hình ảnh thực tế, sau đó sử dụng cái khả năng tư duy để nêu được các cái cách sử dụng năng lượng điện an toàn và tiết kiệm. Đấy. Để kết nối tri thức với cuộc sống và để đáp ứng được cái nhu yêu cầu cần đạt là đề xuất và trình bày được những việc cần làm để sử dụng an toàn tiết kiệm năng lượng điện một cách an toàn, một cách đơn giản dễ nhớ. Thì ở trong cuốn sách có gợi ý và hướng dẫn học sinh xây dựng một cái bảng quy tắc sử dụng điện an toàn và tiết kiệm để vận động gia đình và cộng đồng cùng thực hiện. Đấy. Tức là đây là một cái sự vận dụng để các em có thể về nhà làm cái việc này. Cái bảng quy tắc an toàn sử dụng điện an toàn và tiết kiệm có thể được trao đổi giữa các bạn trong lớp và cùng với sự hướng dẫn tổng kết của các thầy cô có thể xây dựng ra một cái bảng để dán chung ở lớp và để các em mang về nhà dán, vận động gia đình và cộng đồng cùng thực hiện.
Bài tiếp theo của chủ đề năng lượng là bài mạch điện đơn giản, vật dẫn điện và cách điện. Thì ở bài này có hai nội dung, một là mạch điện thắp sáng đơn giản, hai là vật dẫn điện và vật cách điện. Điểm mới của cái bài học này và một số lưu ý là như sau. Cái thứ nhất là hoạt động học, hoạt động thứ nhất ấy, là hoạt động tìm hiểu về mạch điện thắp sáng đơn giản thì được tổ chức theo các giai đoạn tìm tòi khám phá. Thông qua quan sát một số hình ảnh mạch điện ở đèn pin, mạch điện thắp sáng đơn giản ở thí nghiệm thì học sinh sẽ đưa ra được, nêu ra được, tự tìm ra được cấu tạo và hoạt động của mạch điện thắp sáng đơn giản. Còn cái hoạt động 2 thì từ việc đọc thông tin, học sinh sẽ biết được khái niệm vật dẫn điện và vật cách điện. Sau đó, học sinh đề xuất và thực hiện được cái thí nghiệm lắp mạch điện thắp sáng đơn giản và trên cơ sở có được thông tin vật dẫn điện thì cho dòng điện chạy qua nó, vật cách điện không cho dòng điện chạy qua nó, mà có dòng điện chạy qua các cái trong một mạch điện khép kín có bóng đèn của mạch điện thắp sáng đơn giản thì bóng đèn sẽ sáng. Do đó cũng từ cái việc thí nghiệm, học sinh sẽ tìm thấy được một số vật dẫn điện và vật cách điện thông dụng. Đặc biệt ở bài này, cái yêu cầu của set của tôi yêu cầu nó cao hơn chương trình cũ, là cái yêu cầu đề xuất được cách làm thí nghiệm để xác định vật dẫn điện và vật cách điện. Đây là yêu cầu cao hơn cái chương trình cũ để góp phần bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề, năng lực thực nghiệm và năng lực tự học của học sinh. Đấy. Cho nên trong cuốn sách đã viết theo cái nguyên tắc của phương pháp tìm tòi khám phá, làm học sinh phát hiện vấn đề và cái yêu cầu là đề xuất phương án thí nghiệm đối với học sinh lớp tiểu học là một yêu cầu rất cao. Trên năm ngoái ở lớp 4 thì cũng đã có thực hiện cái yêu cầu này trong cái bài vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt, vật dẫn nhiệt tốt và vật dẫn nhiệt kém. Thì ở đây đã phát triển hơn, đó là thực hiện một cái cách là bắt kết nối từ cái nội dung thứ nhất là học sinh biết là một mạch điện thắp sáng đơn giản gồm có những bộ phận nào, và đặc nếu như một trong những mạch điện mà có những chỗ hở, có những khoảng trống thì mạch điện đó được coi là không khép kín thì đèn sẽ không sáng. Đấy, ở phần thứ nhất đã dẫn dắt học sinh tới cái sự hiểu biết đó. Và kết nối sang phần thứ hai thì sẽ sử dụng một cái miếng bìa đấy để lắp vào trong cái mạch điện thắp sáng đơn giản ở cái hoạt động thứ nhất. Thì khi lắp vào để học sinh dự đoán xem nếu tôi lắp miếng bìa vào ở thay ở trong cái mạch điện thắp sáng đơn giản đó thì học sinh dự đoán xem là liệu cái bóng đèn có sáng hay không sáng, và việc đèn sáng hay không sáng sẽ giúp ta quyết định được là ở chỗ nào có khoảng trống, chỗ nào dòng điện không đi qua. Đấy, thì từ đó học sinh sẽ thấy được rằng là công tắc thì đóng, đèn không hỏng, các dây nối không đứt, vậy cái chỗ mà dòng điện không đi qua chính là miếng bìa. Thì miếng bìa ấy sẽ chính là cái vật, miếng bìa ấy sẽ chính là cái vật không cho điện đi qua, hay gọi tên là vật cách điện. Ừ. Từ đó sẽ nảy ra một cái câu hỏi, là xuất hiện cái câu hỏi là làm thế nào để biết trong các vật từ đồng này, nhựa này, sắt này, da này, thiếc này, thủy tinh vân vân, vật nào dẫn điện, vật nào cách điện. Đấy, thì dần dần từ cái chỗ mà mình vận dụng kết nối giữa kiến thức ở phần 1 và phần 2 như vậy thì học sinh sẽ dễ dàng đề xuất được cách làm thí nghiệm sẽ là mắc một mạch điện như ở phần mạch điện thắp sáng đơn giản, và sẽ thay cái chỗ của miếng bìa bởi những cái vật liệu khác như đồng, nhựa, sắt, da, thiết, rồi cao su, rồi thủy tinh vân vân. Và nếu thấy
vật liệu nào mắc vào chỗ đó mà đèn sáng thì tức là vật đó dẫn điện, vật nào mà mắc vào đó đèn không sáng thì vật đó là cách điện. Đấy. Thí nghiệm này là thí nghiệm mà học sinh hoàn toàn có thể làm được, và nó là cái thí nghiệm trong cái chương trình hoàn toàn như chương trình cũ, chỉ cách cách để hướng dẫn và dẫn dắt cái hoạt động học, làm phát triển được năng lực của học sinh, để cho nên cái yêu đáp ứng được yêu cầu cần đạt cao hơn là đề xuất cách làm thí nghiệm. Đấy. Còn các dụng cụ thí nghiệm thì nó là trong cái bộ sách cũ, cho nên chắc chắn nó là thuộc các cái dụng danh mục thiết bị thí nghiệm tối thiểu, cũng không khó. Và những cái dụng cụ thí nghiệm này các thầy cô hoàn toàn cũng có thể yên tâm là mua ở thị trường, cũng không đắt và làm được. Còn những cái vật liệu là đồng, nhựa, sắt, da, thiết, cao su, thủy tinh thì tùy cái điều kiện nơi công tác, nơi làm việc của trường học mình, các thầy cô có thể chọn những vật liệu khác nhau. Tuy nhiên là số vật liệu thì nên có cả vật cách điện và vật dẫn điện. Thế còn nếu như với những cái lớp học sinh học nhanh thì các thầy cô có thể tiến hành dùng nhiều vật liệu hơn. Còn những cái lớp mà đối với học sinh học hoạt động nó chậm hơn thì các thầy cô sẽ làm ít vật liệu hơn, chứ cũng không nhất thiết các thầy cô phải sử dụng hết tất cả những vật liệu và bắt buộc phải dùng những vật liệu như đã viết trong sách. Một điểm nữa mới nữa là sau đó thì vận dụng kiến thức, kết nối kiến thức với cuộc sống, thì trong sách có thêm một cái hoạt động là quan sát một số các cái vật, quan sát một số các cái dụng cụ thiết bị điện trong gia đình và chỉ ra là những vật trong những bộ phận của những thiết bị đó thì bộ phận nào cần phải làm bằng vật dẫn điện, bộ phận nào cần phải làm bằng vật cách điện và vì sao. Đấy, có cái hoạt động cuối là như thế ạ. Bài tiếp theo, năng lượng chất đốt, thì ở bài này có 3 nội dung. Một là một số giới thiệu một số nguồn năng lượng chất đốt. Cái thứ hai là nói đến vai trò năng lượng chất đốt trong đời sống và sản xuất. Cái thứ ba là nói về sử dụng năng lượng chất đốt an toàn và tiết kiệm. Thì cái bài năng lượng chất đốt này cũng các thầy cô cũng đã dạy trong chương trình cũ. Cái điểm mới ở đây đó là cái cách tổ chức hoạt động học là bồi dưỡng năng lực học sinh trên sử dụng phương pháp chủ đạo là tìm tòi khám phá. Sử dụng chủ đạo là phương pháp tìm tòi khám phá. Và sự tìm tòi khám phá ở đây cũng xuất phát từ đâu? Đấy. Thì cũng xuất phát từ những cái sự kiện hiện tượng trong tự nhiên, nhưng được mô tả bởi những cái bức tranh. Và trong sách cũng đã cố gắng sử dụng tất cả những cái bức tranh mà nói đến những cái chất loại chất đốt thông dụng nhất. Ví dụ như than này, dầu mỏ này, khí tự nhiên này, khí bioga. Đấy là những cái chất đốt mà thông dụng nhất. Thế còn ngoài ra học sinh cũng có thể phát hiện thêm những loại chất đốt khác như là rơm rạ, rồi củi, rồi dầu hỏa thì là nó thuộc về dầu mỏ rồi. Đấy. Thế và nói đến vai trò của năng lượng chất đốt thì cũng trong cuốn sách cũng sử dụng các cái loại hình ảnh mà phổ dụng ở tất cả các cái vùng miền. Để học sinh có thể quen thuộc với hình ảnh này, chưa quen thuộc với hình ảnh khác, nhưng mà thế nào học sinh cũng có thể tìm ra. Thế ngoài ra thì các thầy cô có thể trong dạy học, thì cái này là nhờ cậy sự sáng tạo của các thầy cô, thì các thầy cô có thể chuẩn bị thêm những video, những cái bức ảnh mình sưu tầm được để làm cho cái hình ảnh sự kiện trong thực tế nó phong phú hơn, để các em quan sát và sẽ tìm ra được cái vai trò của chất đốt đối với đời sống và sản xuất được phong phú hơn. Thế còn nội dung về sử dụng năng lượng chất đốt an toàn hiệu quả
sử dụng chất đốt năng lượng an toàn hiệu quả thì đây cũng là một cái vấn đề mà rất cần phải 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 quan tâm. Và cái cách thực hiện ở đây thì cũng chỉ đưa ra những hình ảnh, những sự kiện để các em dựa vào đó phát hiện ra được trường hợp nào thì sử dụng an toàn, trường hợp nào thì không an toàn, trường hợp nào tiết kiệm và trường hợp nào không tiết kiệm. Sau đó cũng có những cái câu hỏi để các em cùng thảo luận, chia sẻ, là các em thử đề xuất xem là muốn an toàn thì nên làm thế nào, muốn tiết kiệm không lãng phí trong trường hợp đó thì nên làm thế nào. Đấy. Và không thể thiếu được sự sáng tạo của các thầy cô, đồng hành của các thầy cô, đó là các thầy cô có thể đưa thêm những cái hình ảnh về sử dụng năng lượng chất đốt mà không an toàn hoặc an toàn, không tiết kiệm hoặc tiết kiệm, gần gũi với môi trường mà các em đang sống và học tập. Bài tiếp theo là sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng nước chảy. Thì có ba nội dung, và ba nội dung này thì cũng là ba nội dung kiến thức các thầy cô đang dạy ở những năm trước, đang dạy năm trước. Ở đây chỉ khác, điểm mới là chỗ các hoạt động để được tổ chức theo cái phương pháp tìm tòi khám phá để bồi dưỡng năng lực thôi. Các thầy cô sẽ thấy có những nội dung kiến thức là các thầy cô đang dạy ở chương trình cũ thì nó cũng không có gì thay đổi về nội dung kiến thức trong chương trình mới, nhưng cái cách cách sử dụng phương pháp dạy học, cái cách tiếp cận là thay đổi đấy, để bồi dưỡng năng lực học sinh. Trên cái phương pháp chủ đạo các thầy cô thấy vẫn là phương pháp tìm tòi khám phá, và trong những tình huống này thì học sinh không có thực hiện thí nghiệm mà tìm tòi khám phá bởi những cái sự kiện hiện tượng diễn ra trong tự nhiên. Và cuốn sách cũng cố gắng, các tác giả trong cuốn sách cố gắng chọn được những cái hình ảnh trong tự nhiên mà đầy đủ, tương đối đầy đủ, phủ tương đối như đều đều các cái vùng miền. Tuy nhiên các thầy cô sẽ đồng hành cùng cùng sách là các thầy cô sáng tạo, có thể bổ sung thêm những cái hình ảnh và cũng có thể yêu cầu học sinh, tự học sinh, các em những nơi mà có điều kiện tiếp cận nhiều với lại công nghệ thì cũng thể yêu cầu cả các em là các em có thể lấy ví dụ là hình ảnh hoặc có thể lấy ví dụ nói bằng lời để từ đó thấy được các cái vai trò tác dụng của việc sử dụng các cái loại năng lượng này. Và cuối cùng cũng có một cái tiết tổng kết. Đấy. Thì cũng giống như tôi nói ban đầu thôi, các cái chủ đề đều thống nhất trong toàn cuốn sách, nhóm tác giả thống nhất là cũng hai cái việc làm chính. Một là hệ thống hóa kiến thức qua sơ đồ. Đấy. Ví dụ như chủ đề 2 chẳng hạn, xin lỗi, chủ đề 1 chẳng hạn, thì đưa ra một cái sơ đồ đầy đủ để các em mô tả đọc sơ đồ. Thì ở đây là đến cái chủ đề 2 này thì nâng cấp khó hơn lên một chút, là đưa ra cái sơ đồ khuyết đấy, để các em bổ sung điền vào cái sơ đồ, hoàn thiện sơ đồ, sau đó mô tả sơ đồ đấy. Và cũng có các cái bài tập, chủ đề nào cũng có các cái bài tập gắn với các cái tình huống thực tiễn, từ để các em vận dụng kiến thức trong chủ đề vào thực tiễn, kết nối tri thức với cuộc sống. Và các bài tập đều diễn ra từ thấp, từ dễ, từ đơn giản đến phức tạp. Chủ đề thứ ba là chủ đề thực vật và động vật, thì có bài thứ nhất là sinh sản của thực vật có hoa, bài thứ hai là sự phát triển của cây con, bài thứ ba là sinh sản của động vật, bài thứ tư là vòng đời và sự phát triển của động vật, và một bài ôn tập của chủ đề. Thế thì các cái nội dung kiến thức của chủ đề thực vật và động vật thì nó cũng là những nội dung kiến thức mà các thầy cô hiện đang dạy ở chương trình cũ. Tuy nhiên nó có cấu trúc lại, tên bài nó không còn phù hợp, không còn trùng với lại cái tên bài ở trong chương trình cũ. Và sao cho ở mỗi bài
nó mang tính khái quát hơn, nó mang tính để tạo điều kiện cho học sinh tự tự chủ hoạt động, tìm tòi khám phá để xây dựng và phát hiện ra những cái kiến thức, chứ không phải là thầy cô đọc chép như cũ. Đấy. Bài thứ nhất của chủ đề này nói về sinh sinh sản của thực vật có hoa, thì có hai nội dung được dạy trong 2 tiết, một là cơ quan sinh sản của thực vật có hoa, hai là nói về sự thụ phấn, thụ tinh, tạo quả và hạt. Điểm mới ở đây là về nội dung các quá trình thụ phấn, thụ tinh, tạo quả và hạt được đơn giản qua sơ đồ hóa giúp học sinh dễ dàng hình dung. Đấy. Học sinh được hình thành thông qua quan sát sơ đồ, đọc thông tin và trải nghiệm của bản thân. Cái thứ hai là các tình huống gần gũi và gắn kết. Các thầy cô thấy là đối với 5 môn khoa học đã bồi dưỡng tư duy khoa học cao hơn ở lớp 4 ở chỗ là các cái vấn đề gì có thể sơ đồ hóa được là bao giờ cũng được trình bày dưới dạng sơ đồ để học sinh quan sát sơ đồ, mô tả, đọc hoặc cao hơn một chút là có những bài tập luyện tập là đề nghị học sinh mô tả một cái sự kiện hiện tượng thông qua việc vẽ cái sơ đồ. Đấy. Bài tiếp theo là sự phát triển của cây con, thì có 3 nội dung là nói lên, thứ nhất là cây con mọc lên từ hạt, cái thứ hai cây con mọc lên từ rễ, thân, lá, và có một nội dung thực hành là trồng cây. Điểm mới ở đây là sử dụng phương pháp thực hành. Học sinh qua quan sát mẫu vật thực tế để khám phá các bộ phận của hạt. Học sinh trồng và chăm sóc cây, rồi theo dõi các giai đoạn phát triển của cây, sau đó báo cáo. Bài tiếp theo của chủ đề này là nói về sinh sản của động vật. Có 2 nội dung, một là nói về động vật đẻ trứng và động vật đẻ con, cái thứ hai là nói về cái cách sinh sản của động vật. Thì cái nội dung kiến thức thì các thầy cô đang dạy chương trình cũ, nhưng trước đây trong chương trình cũ sách viết ở rất nhiều bài các thầy cô thấy đấy, sinh sản của động vật nói rất là nhiều bài, sinh sản của côn trùng này, rồi sinh sản của ếch này, rồi sinh sản và nuôi con của chim, sinh sản của thú, đấy, sự nuôi và dạy con của một số loài thú. Nhưng trong cái chương trình mới, trong sách mới để phát triển năng lực của học sinh thì các cái kiến thức này sẽ được viết dưới cái nhóm, các cái nhóm động vật đẻ trứng, động vật đẻ con và nói các cái sự sinh sản của các cái loài động vật cùng lớp. Đấy. Và lại vẫn bồi dưỡng cái năng lực học sinh và phát triển tư duy khoa học của học sinh đấy, thì phát triển dần lên đã đến chương thứ ba, chủ đề thứ ba rồi. Cho nên cái việc sử dụng sơ đồ từ đơn giản đến phức tạp để giúp học sinh đọc hiểu và hình thành những cái nội dung kiến thức một cách rõ ràng hơn. Bài 16 nói về vòng đời và sắp sự phát triển của động vật. Thì bài này cũng nói vòng đời, sự phát triển của động vật đẻ trứng, vòng đời và sự phát triển của động vật đẻ con. Đấy. Điểm mới ở đây là lựa chọn những đối tượng đại diện điển hình cho các nhóm động vật để khai thác tối đa sự hiểu biết của học sinh. Và bài này cũng sử dụng cái hình thức trình bày đó là sơ đồ hóa để học sinh dễ dàng phát triển năng lực khoa học tự nhiên. Và cuối chủ đề thì cũng có một bài ôn tập, cũng có một bài ôn tập như đã nói ở trên các thầy cô, cái mô típ và cái cách sử dụng bài ôn tập là ở các chủ đề giống nhau. Chủ đề thứ tư là chủ đề vi khuẩn. Thì đây là một cái chủ đề mới các thầy cô chưa dạy ở chương trình cũ chưa học cái chủ đề này. Đề này có bài thứ nhất là vi khuẩn xung quanh chúng ta.
Bài thứ hai là vi khuẩn có ích trong chế biến thực phẩm. Bài thứ ba là vi khuẩn gây bệnh ở người, cách phòng tránh, và có một tiết ôn tập chủ đề. Ở bài vi khuẩn xung quanh chúng ta thì nói về kích thước của vi khuẩn, nơi sống của vi khuẩn. Bài tiếp theo là vi khuẩn có ích trong chế biến thực phẩm thì nói lên sự sử dụng vi khuẩn có ích trong chế biến rau củ quả, rồi sử dụng vi khuẩn có ích trong việc làm sữa chua. Dĩ nhiên là nói về vai vi khuẩn có ích trong chế biến thực phẩm thì nó cũng còn rất là rộng, nhưng mà ở đây thực hiện cái yêu cầu cần đạt là nêu được một đến hai ví dụ về việc sử dụng vi khuẩn có ích trong chế biến thực phẩm, cho nên là cuốn sách đã sử dụng trong hai cái trường hợp mà cũng tương đối là gần gũi với học sinh ở rất nhiều nơi, vì thường các gia đình đều có, đặc biệt là cái thứ nhất ấy, thì gia đình nào cũng có cái việc là sử dụng cái vi khuẩn trong chế biến rau củ quả, múi dưa, múi cà đấy, vân vân đấy. Còn cái thứ hai là sử dụng vi khuẩn có ích trong làm sữa chua, thì điều này cũng rất là nhiều các cái gia đình của các em cũng đã tự làm sữa chua trong gia đình, cho nên là nó cũng rất là gần gũi, là rất là gần gũi để các em dễ thực hiện và hiểu biết được, gắn được cái điều mình học với lại cái hiện tượng thường nhật mình đang đang trải nghiệm. Thì trong cái bài này thì có một cái lưu ý là trong những sản phẩm của vi khuẩn thì lactic là axit lactic, nên cần lưu ý khi sử dụng sản phẩm để không gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Bài tiếp theo là vi khuẩn gây bệnh ở người và cách phòng tránh. Thì ở đây cũng chỉ theo yêu cầu cần đạt là kể được tên một đến hai bệnh ở người do vi khuẩn sinh ra, thì tác giả đã chọn hai, một là bệnh sâu răng, hai là bệnh tả. Đấy là hai cái bệnh mà đặc biệt, bệnh thứ nhất đối với học sinh tiểu học thì rất là gần gũi với các em. Đấy. Từ đó các em sẽ tìm hiểu được cái tác hại của vi khuẩn gây nên sâu răng, rồi cái cách phòng tránh như thế nào. Còn bệnh tả là một cái bệnh mà gây ra dịch, nó có nguy hại đến cái cuộc sống của nhiều người, cho nên tác giả đã chọn hai cái bệnh, loại bệnh này. Mình chả được. Lưu ý ở đây thì giáo viên cần giúp học sinh phân biệt rõ yếu tố nguy cơ và nguyên nhân gây bệnh. Và bài ôn tập chủ đề vi khuẩn thì cũng thế. Ở bài này cũng giống như cái cách viết của các cái chủ đề trước. Trong trường hợp này cũng đã sử dụng sơ đồ điền quyết và cũng có những cái bài tập để mà hiện tượng, bài tập thực tiễn để học sinh có thể tự làm ra được. Trong cái bài tập về nhà này thì có một cái bài, tức là học sinh cần phải tự thực hiện làm sữa chua này, rồi giải thích được cách làm sữa chua vân vân, thì cái điều đó là các thầy cô có thể giao nhiệm vụ để học sinh về nhà làm được, tự làm. Đấy. Sau đó thì báo cáo. Đấy. Chủ đề thứ năm là chủ đề con người và sức khỏe, thì chủ đề này với những nội dung kiến thức thì nó cũng có như y như trong sách lớp 5 các thầy cô đã dạy những năm trước đây. Tuy nhiên cũng giống như chủ đề động vật và thực vật ấy, bài học nó được thiết kế lại
Đấy. Mang tính logic tinh giản hơn, và đặc biệt cái logic của các bài là sao cho học sinh tìm tòi khám phá, tự mình xây dựng chiếm lĩnh kiến thức để phát triển được năng lực. Đấy. Bài thứ nhất của chủ đề này là hình thành cơ thể người, bài thứ hai là các giai đoạn phát triển chính của con người, bài thứ ba là nam và nữ, bài thứ năm chăm sóc sức khỏe tuổi dậy thì, bài thứ sáu phòng tránh bị xâm hại. Nhìn hết pin đi. Đấy, nhìn hết pin. Điểm mới ở cái bài thứ nhất trong chủ đề này là hình thành cơ thể người. Thì điểm mới ở đây, nội dung cơ thể người được hình thành như thế nào? Giáo viên cần kết nối với học sinh sự sinh sản của động vật đẻ con ở chủ đề thực vật và động vật để cho các cái nội dung của bài học được rõ hơn. Còn ở bài các giai đoạn phát triển của con người thì có bốn nội dung. Một là mô tả sơ lược các giai đoạn phát triển con người, sau đó đi sâu vào giai đoạn từng giai đoạn một, tuổi ấu thơ, tuổi vị thành niên, tuổi trưởng thành và cuối cùng là tuổi già. Chắc nhìn tiếp tin ấn. Điểm mới và lưu ý ở đây là nhấn mạnh vào đặc điểm nổi bật và vai trò của con người ở mỗi giai đoạn phát triển. Học sinh lớp 5 thì đang ở trong độ tuổi bắt đầu của tuổi dậy thì, vì vậy những đặc điểm thể chất tâm lý trong giai đoạn này được chú trọng để học sinh có thể liên hệ với sự phát triển của bản thân, tự khám phá bản thân. Bài nam và nữ thì điểm mới là giáo viên nên chia nhóm nam nữ khi tổ chức tìm hiểu về đặc điểm của nam và nữ để học sinh có thể tự từ chính bản thân mình tìm hiểu ra được một số đặc điểm sinh học, đặc điểm xã hội của nam và đặc của nữ. Điểm thứ hai là giáo dục đặc tính của các em là biết tôn trọng các bạn cùng giới và khác giới. Ở đây còn có cái một cái mà thực tế xã hội bây giờ cũng đang nói tới rất nhiều, đó là một số người có những đặc điểm sinh học không giống như số đông. Đúng. Thì giáo viên cũng giới thiệu qua và để các em có cái sự hiểu đúng đắn về cái một số người đặc biệt này. Và đặc biệt ở đây điểm mới nữa đó là trên cơ sở hiểu biết về những đặc điểm sinh học, đặc điểm xã hội của chính mình thì các em cần yêu quý và tự hào về bản thân mình và cũng biết tôn trọng với mọi người, kể cả bạn cùng giới, khác giới và kể cả với những cái người mà những người bạn có những đặc điểm sinh học không giống như số đông. Bài tiếp theo là chăm sóc sức khỏe ở tuổi dậy thì. Thì có 3 nội dung, một là chăm sóc bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần ở tuổi dậy thì, hai là sự cần thiết phải giữ vệ sinh cơ thể tuổi dậy thì, ba là thực hiện vệ sinh cơ thể tuổi dậy thì. Điểm mới ở đây là giáo viên chia nhóm nam nữ khi tổ chức tìm hiểu kỹ năng vệ sinh cơ quan sinh dục ngoài của nam hoặc của nữ. Khuyến khích các em chia sẻ thắc mắc về những thay đổi của cơ thể. Điểm thứ hai là tăng cường hoạt động thực hành, vận dụng kiến thức và việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của bản thân mỗi em hàng ngày. Vì như đã nói, tuổi của các em lớp 4, lớp 5, tuổi của các em học sinh lớp 5 là bắt đầu bước vào tuổi dậy thì. Cho nên là cái bài học này nó làm sao đó phải để các em hiểu những cái kiến thức khoa học và sử dụng những kiến thức khoa học đó đối với bản thân mình.
Bài 26 là phòng tránh bị xâm hại. Thì có bốn nội dung cần cần truyền tải để đáp ứng yêu cầu cần đạt. Cái thứ nhất là cảm giác an toàn và quyền được an toàn. Cái thứ hai là những nguy cơ dẫn đến bị xâm hại tình dục và cách phòng tránh. Cái thứ ba là những người đáng tin cậy. Vấn đề thứ tư là thực hành đưa ra yêu cầu giúp đỡ khi gặp tình huống không an toàn. Điểm mới lưu ý ở đây là giáo viên không đi sâu tìm hiểu quyền trẻ em mà chỉ cung cấp thông tin một số quyền của con người làm cơ sở để học sinh tự tin vững vàng bày tỏ thái độ hành động chống lại mọi sự xâm hại. Điểm thứ hai, giáo viên dành nhiều thời gian tổ chức hoạt động thực hành trên nhóm hoặc cả lớp để học sinh rèn kỹ năng ứng phó khi gặp nguy cơ xâm hại và tìm kiếm sự giúp đỡ. Cuối cùng cũng là cái chủ đề một cái tiết ôn tập thì cũng như các chủ đề trước thôi. Ở đây cũng sử dụng sơ đồ điền quyết và một số các cái bài tập để các em có thể làm. Và các thầy cô sẽ thấy nếu cái số lượng bài tập mà nó nhiều trong sách, các thầy cô có thể khuyến khích các em về nhà làm rồi trao đổi sau. Tại vì nó có một tiết thì cũng không 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 nhất thiết là chúng ta, nếu những nơi mà học sinh học có vẻ chậm hơn một chút thì chúng ta cũng không phải băn khoăn là bắt buộc phải hoàn thành tất cả các bài trong trong một tiết trên lớp. Chủ đề cuối cùng là chủ đề sinh vật và môi trường. Bài thứ nhất nói chức năng của môi trường đối với sinh vật. Thì cái chủ đề sinh vật và môi trường này thì các thầy cô cũng có dạy ở sách giáo khoa học cũ. Tuy nhiên ở đây đã làm rõ hơn một số cái khái niệm mà cách viết cấu trúc cũng thay đổi để học sinh có thể có cơ hội tự chiếm lĩnh tìm tòi kiến thức. Nội dung của bài này thì có hai nội dung, một là môi trường và chức năng cung cấp thức ăn, các nhu cầu sống thiết yếu và bảo vệ sinh vật. Cái thứ hai là nói đến môi trường chứa đựng chất thải của sinh vật. Điểm mới ở đây là sử dụng kênh hình kết hợp với kênh chữ giúp học sinh khai thác chức năng của môi trường. Thì cũng giống như đấy, tức là cái con đường cũng là sử dụng những sự kiện hiện tượng trong tự nhiên thông qua các cái bức tranh để học sinh quan sát, khám phá, tìm ra những cái dấu hiệu chung để biết được là cái môi trường có những chức năng gì. Đấy, và nếu như khi các cái chất thải vào môi trường thì mang lại những cái tác hại gì? Bài tiếp theo là tác động của con người và một số biện pháp để bảo vệ môi trường. Thì phương pháp ở đây cũng là hoạt động tìm tòi khám phá, cũng như thế cũng dựa trên những sự kiện hiện tượng được mô tả bởi những bức tranh. Sau đó học sinh sẽ tự xác định khai thác những cái điều tích cực và những điều tiêu cực do con người làm ảnh hưởng đến môi trường. Và cũng rất cần cái sự đồng hành của các thầy cô lấy thêm các cái ví dụ trong thực tế mà gần gũi với cái địa phương mình để mà học sinh thấy rõ hơn những cái tác động của con người tới môi trường, khuyến khích những cái tác động mang lại sự tích cực bảo vệ môi trường và hạn chế những cái tác động mà gây tác hại ô nhiễm môi trường. Và cuối cùng cũng là một tiết ôn tập chủ đề sinh vật và môi trường. Thì cũng như giống như những chủ đề trước như tôi đã nói. Bây giờ chúng ta xem như vừa xong là chúng tôi đã có giới thiệu với các thầy cô một cách chi tiết hơn về các cái bài học trong mỗi chủ đề. Nội dung thứ hai trọng tâm trong chiều hôm nay là chúng ta sẽ thực hành xây dựng kế hoạch dạy học của một số ngoại học.
xây dựng kế hoạch dạy học của một số bài học. Cái thứ nhất là ta nói về nguyên tắc xây dựng. Nguyên tắc xây dựng thì nguyên tắc xây dựng ở đây là dựa vào hướng dẫn công văn 2345 của Bộ Giáo dục Đào tạo. Cóp lại nguyên văn cái công văn này ở cái phần hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học của một bài học. Thì nó gồm có bốn cái điều chúng ta phải trình bày khi xây dựng kế hoạch dạy học của một bài học. Cái thứ nhất là yêu cầu cần đạt. Thì ở đây yêu cầu cần đạt là cần là nêu cụ thể học sinh thực hiện được việc gì, vận dụng được những việc gì và giải quyết vấn đề trong cuộc sống, có cơ hội hình thành và phát triển phẩm chất năng lực gì. Đấy. Nhưng các thầy cô sẽ thấy rằng là cái yêu cầu cần đạt này thì theo như chương trình giáo dục mới 2018 của Bộ đối với tất cả các cấp học phổ thông từ tiểu học đến trung học phổ thông thì cái yêu cầu cần đạt này đã được xác định rõ và chúng ta sẽ đọc để thực hiện, viết vào để thực hiện. Còn nếu như đối với những từng cái hoàn cảnh dạy học cụ thể mà các thầy cô muốn có thể thêm vào một vấn đề gì đó thì cái đó cũng đối với học sinh cụ thể thì các thầy cô có thể bổ sung. Đấy. Còn bình thường khi viết xây dựng cái kế hoạch dạy học của một bài học là chúng ta sẽ viết nguyên vẹn cái yêu cầu cần đạt theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 mà Bộ đã đề ra. Đấy. Cái thứ hai là đồ dùng dạy học thì nêu các thiết bị, học liệu được sử dụng trong bài dạy để tổ chức cho học sinh hoạt động nhằm đạt yêu cầu cần đạt của bài. Đấy. Thì đối với lớp 5 ở tất cả các bài học ở các chủ đề thì cái đồ dùng dạy học ở đây chủ yếu các thầy cô sẽ thấy chủ yếu là tranh ảnh. Tranh ảnh các thầy cô có thể sử dụng tranh ảnh in trên trên giấy để treo lên. Và hiện nay có lẽ là chúng ta dùng tranh ảnh nhiều hơn nữa là thông qua các cái kênh hình dựa trên các cái thiết bị điện tử. Đấy. Có thể các thầy cô phóng to những tranh ảnh mà đã in trong sách hoặc cũng có thể là các thầy cô bổ sung thêm và đặc biệt khuyến khích và mong đợi sự sáng tạo của thầy cô ở cái bổ sung thêm các cái tranh ảnh mô tả những sự kiện hiện tượng diễn ra trong cuộc sống ở các bài học mà sách giáo khoa chưa thể đưa vào được hết. Thế còn ngoài ra trong chương trình này thì còn có trong trong chương trình lớp 5 môn khoa học này còn có một số các cái bài học mà cần sử dụng đến thí nghiệm và những cái bài thực hành thì các cái đồ dùng để thực hiện thí nghiệm cũng như các bài thực hành thì các thầy cô có thể được cung cấp nếu như Bộ đưa ra các danh mục thiết bị và có điều kiện các cái sở giáo dục cung cấp. Cái thứ hai các thầy cô có thể tự chuẩn bị thì khi viết sách quan điểm từ được chỉ đạo từ trên xuống cũng như nhóm tác giả luôn luôn phải tìm những cái thí nghiệm đáp ứng được yêu cầu cần dạy của bài học, đáp ứng được là thầy cô và học sinh thực hiện được. Đấy. Cái đặc biệt thứ hai là đáp ứng được cái việc là thầy và cô cùng với học sinh có thể thực hiện được. Các cái đồ dùng đều có thể là dễ tìm, không đắt, để các thầy cô có thể chủ động được nếu như không được các cái cấp quản lý, cấp thiết bị. Đấy. Nhưng trong cái kế hoạch cần dạy thì các thầy cô khi chọn thiết bị nào tự mình hay là sử dụng thiết bị được cung cấp thì ở cái phần này các thầy cô cũng phải suy nghĩ và rất là cẩn trọng. Đấy. Đặc biệt
đối với môn khoa học với các cái bài thí nghiệm và các cái bài thực hành thì thực sự là làm vất vả cho các thầy cô, bởi vì là chắc chắn các thầy cô sẽ phải làm trước. Đấy, phải làm trước, phải tìm ra được khi làm phải làm sao cho thành thạo, còn phải tìm ra được có thể những cái mà lỗi, những cái lỗi khi làm nó không thành công. Đấy, đấy là đặc thù chung của các cái thiết bị và các bài, xin lỗi, các bài thí nghiệm và thực hành ở tất cả các cấp. Cho nên là các thầy cô sẽ vất vả rồi, làm là các thầy cô sẽ vất vả khi dạy những bài học đó, sẽ vất vả. Đấy. Cái thứ ba cần trình bày trong kế hoạch dạy học là các hoạt động dạy học chủ yếu. Thì trong như các thầy cô đã biết rồi, buổi sáng rồi, nó gồm có hoạt động mở đầu là khởi động và kết nối. Ở cái hoạt động này nó không chỉ là chuyện làm vui, mà cái hoạt động này quan trọng là khởi động sao cho học sinh từ cái khởi động đó phát hiện được vấn đề, phát hiện được vấn đề cần học tập. Đấy. Cái này là bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề đấy. Cái năng lực giải quyết vấn đề, cái thành tố đầu tiên là phải phát hiện được vấn đề. Đấy. Thì thông qua hoạt động khởi động này là giúp học sinh phát hiện được vấn đề, cái thắc mắc, cái vấn đề, cái câu hỏi khoa học cần giải quyết. Thì thông qua cái việc cũng có khi viết sách, kể cả trong chương trình này, kể cả trong chương trình Vườn Em trước đây, thì chúng tôi cũng có được đi dự giờ của thầy cô. Đặc biệt năm ngoái có một bài đi dự các thầy cô ở Đắk Lắk ấy. Đấy, thì các thầy cô đã thực hiện cái mấy bài ấy, hai bài, bài phần hóa, bài phần lý. Thì được thấy các thầy cô đã tổ chức cái hoạt động khởi động rất là hay, rất hay, rất ấn tượng đấy, và các thầy cô rất sáng tạo. Tuy không, đấy là năm ngoái là tôi nói ở Đắk Lắk, nhưng thực ra tôi cũng đi được nhiều nơi, kể cả Hà Nội, kể cả Hà Nam, kể cả Cần Thơ, cũng đi được rất đến rất nhiều trường. Thì cái hoạt động khởi động này nó có cả ở tiểu học, có cả ở trung học cơ sở, tôi đi trung học cơ sở nhiều hơn, nhưng các thầy cô đều rất sáng tạo với những hoạt động khởi động làm cho học sinh vui vẻ, phấn khởi, đón chờ và phát hiện được vấn đề học tập. Đấy là một cái mà chúng tôi là người viết sách rất là vui và học hỏi được ở các thầy cô rất là nhiều. Đấy, tuy nhiên thì ở trong cuốn sách thì không thể viết vào được. Đấy, vì nó còn giới hạn các thầy cô, cho nên là thực ra chỉ viết những câu hỏi, những vấn đề để mà dẫn đến cái việc học sinh phát hiện được cần học cái gì, cần thắc mắc cái gì, và để cuối bài học câu trả lời ấy được trả lời thôi. Trên cái hoạt động khởi động này là các thầy cô hoàn toàn chủ động sáng tạo, chứ không nhất thiết là phải sử dụng những cái tình huống và những như ở sách viết đấy. Sau khi phát hiện vấn đề thì chúng ta đi giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề là các cái hoạt động tìm tòi khám phá. Chủ yếu ở môn khoa học năm có hai con đường tìm tòi khám phá. Con đường nhiều trong sử dụng nhiều nhất trong các bài học đó là con đường từ những sự kiện hiện tượng trong thực tế được mô tả thông qua những hình ảnh để phát hiện, tìm tòi ra những vấn đề cần khái quát lại, cần đưa ra kiến thức để học sinh tự tự chiếm lĩnh kiến thức. Và con đường thứ hai đó là thực hiện thí nghiệm hoặc thực hành đấy, để tìm ra, khái quát ra những cái kiến thức. Trong cái hoạt động hình thành kiến thức mới này thì ở sách cuốn sách khoa học năm có chia ra rất là nhiều những cái hoạt động nhỏ trong nội dung kiến thức, trong mỗi nội dung kiến thức. Còn những cái đề mục, những nội dung kiến thức sẽ, xin lỗi, những nội dung kiến thức sẽ trở thành những đề mục trong cuốn sách. Cho nên các thầy cô khi đọc, các thầy cô cũng rất dễ xây dựng kế hoạch hình thành kiến thức mới thông qua việc đọc cuốn sách khoa học năm. Hoạt động thứ
ba là hoạt động luyện tập hoặc và thực hành, thì đó chính là cái hoạt động xưa nay tất cả trong các cái bài học ở tất cả các lớp học ở tất cả cấp học thì thường có cái hoạt động luyện tập ở cuối mỗi cái bài học để học sinh vận dụng cái kiến thức, vận dụng những kiến thức đó ôn tập củng cố lại những cái kiến thức vừa học gắn kết với những kiến thức đã biết. Đấy, thậm chí nó có những cái lúc luyện tập nó còn phát hiện ra được cái vấn đề chưa biết để học ở những bài sau. Trong cuốn sách thì ở những cái trong cái ký hiệu có dấu hỏi ấy, chính là những cái nội dung nó sử dụng cho cái hoạt động luyện tập này. Đấy. Thì các câu trả lời thì thực tế các thầy cô sẽ thấy là các thầy cô có thể tự trả lời cho những câu hỏi, nhưng các thầy cô có thể tìm ở cuốn sách giáo viên, có cuốn sách hướng dẫn dạy ấy, hay là sách giáo viên đề tên là sách giáo viên như nhà xuất bản đã xuất bản, chúng tôi đã viết ấy, sách giáo viên thì ở cuốn sách đó thì cả các câu hỏi được trong cuốn sách khoa học ta gọi là thường gọi là sách giáo khoa ấy đều đã được chúng tôi trả lời để thầy cô có thể tìm được những cái gọi là nguồn tài liệu để sử dụng. Đó là sách giáo viên nhà xuất bản cũng đã in đấy ạ, đã in rồi, các thầy cô có thể tìm nó để xem. Và cuối cùng là hoạt động vận dụng và trải nghiệm. Thì cái kế hoạch hoạt động vận dụng và trải nghiệm thì như các thầy cô thấy chúng ta vừa phân tích tất cả các bài thì cái hoạt động vận dụng trải nghiệm nó luôn luôn song hành trong quá trình xây dựng kiến thức trên lớp học. Các thầy cô thấy luôn song hành xây dựng trên kiến thức trên lớp học và đấy là cái tư tưởng chủ đạo để nhằm bồi dưỡng năng lực phẩm chất của học sinh. Tuy nhiên ở mỗi bài học nó vẫn ở còn có một cái mục, đó là em có thể, đó là những cái vận dụng mà đòi hỏi thời gian nhiều hơn. Đấy. Và nó phải tổng hợp nhiều điều hơn cho nên là nó ở mục em có thể, thì các thầy cô có thể giao cái sự vận dụng ở cái mục em có thể này cho cá nhân học sinh hoặc nhóm học sinh. Khi viết thì phần lớn chúng tôi nghĩ tới hoạt động nhóm ở cái phần em có thể để giao cho các em về nhà làm và chúng ta sẽ có những cái thời gian để tổ chức em báo cáo. Đặc biệt tôi thấy ở các trường tiểu học nó hay có cái các lớp nó đều có cái chỗ mà điều em muốn nói để ở lớp cuối lớp thì các bạn có thể làm xong thì những cái hoạt động đó thì có thể đưa vào đó để các bạn khác cùng trao đổi và thầy cô sẽ có thể tổ chức những cái cuộc thi nho nhỏ để động viên các em đấy, tăng thêm cái sự vận dụng tri thức vào cuộc sống. Thì cái hoạt động vận dụng và trải nghiệm nó có hai hai cái dây trên như thế, một là nó trải suốt trong toàn bài tất cả đều có hoạt động vận dụng. Cái thứ hai là có thêm một cái sự vận dụng sâu hơn, vận dụng rộng hơn, cần nhiều thời gian hơn, sẽ không diễn ra được ở trên lớp học thì là ở cái mục em có thể thì các thầy cô có thể giao cho các em về nhà làm đấy. Còn điều thứ tư là điều chỉnh sau bài dạy thì cái này là cái chung thôi, thì các thầy cô cái điều này các thầy cô có thể tự tự viết, nhưng tóm lại là khi xây dựng kế hoạch dạy học của một bài học thì chúng ta xây dựng theo cái hướng dẫn công văn 2345 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì gồm bốn cái mục như thế và các thầy cô đã thực hiện nó trong những năm trước rồi, nhưng hôm nay tập huấn chúng ta cùng nhắc lại với nhau để chốc nữa chúng ta còn thực hành. Chốc nữa chúng ta còn thực hành cho nên tí nữa là chúng ta sẽ làm đấy. Bây giờ để cho nó thực ra thì 2:40 rồi, thế bây giờ để sau cho nó liền mạch công việc thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao sớm một chút
Bây giờ 2 giờ 40 chúng mình sẽ nghỉ giải lao bao nhiêu các thầy cô? 15 phút nhỉ? Đấy. Thì các thầy cô sẽ nghỉ giải lao ạ. Chúng ta nghỉ giải lao 15 phút đến 2 giờ 55 nhỉ? Tức là 14 giờ 55 thì chúng ta lại bắt đầu để chúng ta sẽ làm tiếp cái nhiệm vụ quan trọng của chiều nay là xây dựng kế hoạch dạy học một bài học ạ. Xin mời thầy cô nghỉ giải lao ạ. Link, link đến không phải sự link đến cái phần mục tiêu, hai là cách thức hoạt động, cách thực hiện, ba là sản phẩm mong đợi. Thầy cần đạt mục tiêu gì? Đấy. Trong cách thức thực hiện thì chúng ta sẽ thấy trong dạy học bao giờ cũng có hai nhân vật chính là giáo viên và học sinh. Cho nên cách thức thực hiện thì chúng tôi chia ra thành hoạt động của giáo viên và hoạt động của học sinh. Hoạt động của giáo viên ở đây đầu tiên là các thầy cô sẽ chọn phương pháp. Các phương pháp dạy học tích cực thì các thầy cô đã nắm chắc thuộc lòng như bàn tay rồi. Đấy. Ở đây trong mỗi bài học là mình chọn phương pháp nào và nếu chọn phương pháp ấy thì cái hành động, cái hoạt động của mình sẽ là như thế nào thì mình sẽ ghi vào. Đấy. Còn hoạt động của học sinh thì đương nhiên sẽ chịu tác động chi phối từ hoạt động định hướng điều khiển của giáo viên. Thế còn sản phẩm ở đây thì chính là cái sản phẩm mong đợi mà người học có, sản phẩm mong đợi mà người học có. Nó cũng có thể nếu ở phần hoạt động hình thành kiến thức thì cái sản phẩm này chính là cái nội dung kiến thức mà học sinh chiếm lĩnh được. Đấy. Thế bây giờ ở bài học này thì có cái hoạt động thứ nhất là hoạt động mở đầu khởi động. Thì mục tiêu ở đây là học sinh nêu được một số trường hợp con người sử dụng năng lượng mặt trời trong cuộc sống. Để nó gần gũi bắt vào từ năng lượng mặt trời. Đấy. Bởi vì nếu mà nêu được cùng một lúc ba thứ năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng nước chảy thì nó hơi làm học sinh hơi tản mát. Trên cái mục 1 ta nói về năng lượng mặt trời, cho nên ta khởi động, ta sử dụng năng lượng mặt trời. Nói về con người sử dụng năng lượng mặt trời. Thì mục tiêu của hoạt động này là như thế. Thì ở đây chúng ta tôi đang đang như nói ban đầu là các bạn, các thầy cô có thể chọn nhiều cách khởi động khác. Nhưng ở đây tôi chọn theo cách làm của sách. Đó là đề nghị học sinh hoạt động cá nhân hoặc cặp đôi để trả lời câu hỏi ở phần khởi động. Ở phần khởi động ở bài này có luôn một câu hỏi và các thầy cô sẽ đề nghị học sinh làm việc cá nhân hoặc cặp đôi trong những tình huống mà không cần thảo luận nhóm, phát huy năng lực của học sinh thì theo tôi nên nên hoạt động cá nhân, cùng lắm cặp đôi chứ không nên tổ chức nhóm. Thế thì tương ứng học sinh sẽ hoạt động cá nhân hoặc cặp đôi để trả lời câu hỏi phần khởi động. Câu hỏi phần khởi động là năng lượng mặt trời cần cho sự sống của mọi vật trên trái đất. Vậy con người đã sử dụng năng lượng mặt trời như thế nào? Đấy, tức là định hướng các em tìm hiểu về việc sử dụng năng lượng mặt trời trong cuộc sống. Sau đó cái hoạt động thứ hai, đề nghị học sinh hoạt động suy nghĩ trả lời thì giáo viên phải tổ chức thảo luận để trả lời trước lớp. Từ đó giáo viên phân tích câu để trả lời, để dẫn dắt học sinh phát hiện được vấn đề cần học tập. Học sinh tham gia thảo luận, phát hiện được vấn đề cần học tập ở đây là gì? Năng lượng mặt trời được sử dụng như thế nào trong cuộc sống? Sản phẩm mong đợi là học sinh phát hiện ra điều mình cần tìm kiếm. Và như các thầy cô đã biết, tất cả các câu trả lời các em là từ trải nghiệm, từ kinh nghiệm các em đã có. Nó có, nếu đúng thì các thầy cô nói đúng, nếu sai thì lúc này vẫn có thể nói là chưa chưa đúng. Nhưng rõ ràng rằng các cái hiện tượng về các cái ví dụ học sinh đưa ra sử dụng năng lượng mặt trời trong cuộc sống thì nó chưa thể nào phủ hết được những vai trò tác dụng, cho nên vấn đề ở đây là cần phải tìm hiểu thêm đấy, để có nhiều các cái kiến thức hơn, nhiều các ví dụ sự kiện hơn về việc sử dụng năng lượng mặt trời trong cuộc sống. Hoạt động hai là hoạt động hình thành kiến thức. Hoạt động hình thành kiến thức thì đầu tiên là trong sách có một cái phần in chữ là đọc, đề nghị học sinh đọc thông tin
mỗi học sinh việc đọc thông tin này thì không thể cặp đôi hay nhóm được, mà chúng ta sẽ đề nghị học sinh đọc cái thông tin. Ở cái thông tin này thì sách có nhằm một cái cung cấp một cái dạng của năng lượng mặt trời mới đấy, dạng cái năng lượng mặt trời mới mà học sinh có thể là nhiều em chưa biết đấy. Còn ở trên ví dụ các em có thể đưa ra rất nhiều các cái việc sử dụng năng lượng mặt trời, nhưng ở cái phần này là nêu cái năng lượng mặt trời mới đấy, và mang tính thông tin khái quát khoa học nhiều hơn. Cho hoạt động đầu tiên là giáo viên đề nghị mỗi học sinh đọc thông tin. Thì bây giờ họ đọc thông tin xong thì mình phải xem họ có hiểu không, có hiểu không không đấy. Vậy bây giờ mình hỏi, có thể hỏi một câu để học sinh xem đọc thông tin có hiểu không. Thì câu hỏi này nó không có trong sách, nhưng mình đang tìm hiểu về năng lượng mặt trời, và do giáo viên đọc thông tin hiểu câu hỏi cho nên sẽ hiểu thông tin này muốn cung cấp gì, cho nên sẽ hỏi học sinh câu hỏi là có thể sử dụng năng lượng mặt trời thế nào để sản xuất điện đấy. Thế thì từ cái việc đọc thông tin này, học sinh hoàn toàn có thể trả lời được là năng lượng mặt trời dùng để đun sôi nước, cung cấp hơi nước chạy tua bin của máy phát điện, hoặc có thể biến đổi trực tiếp thành điện năng nhờ pin mặt trời. Bên cạnh có cái hình ảnh tấm pin mặt trời đấy. Như vậy vừa bổ sung cho các em một cái kiến thức mới, đó là việc sử dụng năng lượng mặt trời trong sản xuất điện, mà có thể là nhiều em chưa có thể đưa ra được cái ví dụ ở trên đấy. Thì học sinh đọc thông tin xong trả lời câu hỏi thì đương nhiên giáo viên sẽ phải hướng dẫn thảo luận, xác định ý kiến đúng đấy, và ghi nhận. Thì sản phẩm mong đợi sẽ là đấy, chính là câu tôi vừa đọc. Tiếp tục, bây giờ hoạt động tiếp theo chúng ta sẽ tổ chức hoạt động nhóm. Bây giờ chúng ta sẽ tổ chức hoạt động nhóm để thực hiện, học sinh thực hiện các nhiệm vụ 1, 2, 3. Nhiệm vụ 1 là quan sát hình 2 cho biết con người sử dụng năng lượng mặt trời vào những việc gì trong cuộc sống. Nhiệm vụ 2 là quan sát hình 3 để cho biết năng lượng điện được tạo ra từ năng lượng mặt trời sử dụng vào những việc gì trong cuộc sống. Đấy. Rồi xem sử dụng năng lượng điện tạo ra từ năng lượng mặt trời có ưu điểm gì so với năng lượng điện do nhà máy điện sản xuất. Cái câu ý thứ hai này là ý khai thác mạnh hơn. Đấy. Rồi nhiệm vụ 3 là ở gia đình và địa phương em sử dụng năng lượng mặt trời vào những việc gì. Lại một lần nữa lồng ghép sự vận dụng kiến thức, kết nối tri thức với cuộc sống. Ở đây các thầy cô sẽ thấy là chúng ta còn có một cách tổ chức là cứ lần lượt từng hoạt động một, hết hoạt động một quan sát hình 2 trả lời câu hỏi, rồi quan sát hình 3 lại trả lời câu hỏi, quan sát hình 4 xong lại hỏi câu hỏi gia đình và địa phương em sử dụng năng lượng mặt trời vào những việc gì. Đấy cũng là một cách, đấy là một cách. Tuy nhiên nếu như bây giờ chúng ta tổ chức hoạt động nhóm mà chúng ta lại cứ làm dần dần từng cái nhiệm vụ nhỏ lặt vặt đấy, các thầy cô sẽ hình dung ra mình đứng trên lớp, mỗi cái hoạt động đấy nó rất là dối về thời gian đấy. Nó rất là dối về thời gian vì cứ tổ chức xong lại phải báo cáo, đúng không ạ, lại thảo luận, lại xác nhận ý kiến đúng, đúng không ạ đấy. Thế nhưng nếu như bây giờ mình cho nhóm làm việc với các em lớp 5, lứa tuổi này, chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện 3 nhiệm vụ này trong khoảng thời gian 10 phút. Sau đó các em báo cáo. Đấy. Thì nó sẽ tạo nên một cái, cũng đấy cũng là một cái bồi dưỡng năng lực đấy. Bồi dưỡng tư duy khoa học, bồi dưỡng năng lực tìm hiểu đủ độ ngấm, đủ thời gian để ngấm, các thầy cô ạ. Còn mình cứ làm dần từng mục, đấy cũng là một cách. Đấy. Sau đó thì đương nhiên sẽ phải là gì? Học sinh hoạt động nhóm để thực hiện nhiệm vụ rồi, ghi kết quả vào bảng của nhóm. Đấy. Sau đó hướng dẫn thảo luận. Khi hướng dẫn thảo luận thì mình thảo luận lần lượt từng nhiệm vụ. Nhiệm vụ này có thể nhóm này báo cáo, nhiệm vụ kia có thể nhóm kia báo cáo. Đấy.
Thì nhiệm vụ của thầy cô là hướng dẫn thảo luận lần lượt từng nhiệm vụ, xác nhận ý kiến đúng. Đấy. Học sinh hoạt động là báo cáo kết quả và tham gia thảo luận, rồi ghi nhận câu trả lời đúng, chữa những cái câu trả lời sai trên bảng của nhóm mình. Các thầy cô thấy công việc rất là rõ, đúng không ạ? Đấy. Và khi hướng tham gia thảo luận thì các thầy cô cũng xác định được đúng sai và nên nên hỏi thêm thêm những cái câu hỏi là ai có ý kiến nào khác, còn những ý kiến trùng lặp thì ta không không hỏi lại. Thế tương tự như thế ở bên sản phẩm thì các thầy cô sẽ thấy đó chính là đáp án mong đợi, đấy chính là đáp án mong đợi, đáp án đúng mong đợi. Sản phẩm sẽ là câu trả lời của sinh là đáp án mong đợi. Đặc biệt có một cái câu trả lời mà chúng ta chắc chắn học sinh có thể đưa ra nhiều ý kiến nhưng chúng ta phải khái quát lại. Đó là cái ý sử dụng năng lượng điện được tạo ra từ năng lượng mặt trời không gây ô nhiễm không khí, giúp tiết kiệm được các loại nhiên liệu dùng để sản xuất điện. Đấy là có một cái câu trả lời hỏi sử dụng năng lượng điện có ưu điểm gì so với sản xuất điện bằng các cái nhiên liệu khác mà các em đã biết ở bài trước, có một bài sử dụng năng lượng điện nói về sản xuất điện. Đấy. Hoạt động thứ hai là sử dụng năng lượng gió. Thì mục đích là tìm hiểu cách sử dụng năng lượng gió, mục tiêu là thế. Ở đây thì các thầy cô sẽ thấy là với bài năng lượng gió thì chúng ta lại cũng vẫn thực hiện theo cái cách, thực hiện theo cái cách đó là gì? Thực hiện theo cái cách là quan sát sự kiện hiện tượng tự nhiên thông qua hình ảnh. Cho nên ở đây tác giả viết cái kế hoạch này, tôi đã sử dụng cái phương pháp là tổ chức hoạt động nhóm theo kỹ thuật khăn trải bàn. Đấy, thì kỹ thuật khăn trải bàn thì các thầy cô biết rồi, ở trên là thảo luận nhóm. Nhưng bây giờ tôi lại muốn nhấn mạnh sử dụng một cái kỹ thuật khăn trải bàn, đó là mỗi người viết ra ý kiến chung. À xin lỗi, mỗi học sinh sẽ viết ra ý kiến riêng trong trên cái trang giấy của mình. Sau đó mới đưa vào để xem các ý kiến của các bạn, ý kiến nào trùng thống nhất sẽ là ý kiến của nhóm, ý kiến nào khác thì cần thảo luận, đấy, xem là cái ý kiến khác ấy đúng hay sai, các bạn ở nhóm có nhất trí đưa vào ý kiến của nhóm hay không. Thì đấy cũng là hoạt động nhóm nhưng theo kỹ thuật khăn trải bàn sẽ làm như thế, thì sẽ bồi dưỡng năng lực tự học của học sinh mạnh hơn. Đấy. Và cũng như ở trên là năng lượng gió có hai nhiệm vụ thì cùng một lúc đề nghị các em hoạt động hai nhiệm vụ luôn rồi mới ghi vào bảng, sau đó lại hướng dẫn thảo luận lần lượt từng nhiệm vụ. Đấy. Thì các em báo cáo bên sản phẩm thì chính là đáp án, bên sản phẩm chính là đáp án. Ở đây có một câu hỏi đòi hỏi sự tư duy mạnh hơn, bồi dưỡng năng lực khoa học của học sinh mạnh hơn, đó là câu hỏi là ở cái nhiệm vụ 2, chia sẻ với bạn những việc có thể sử dụng năng lượng gió mà em biết. Cái này vẫn chỉ là kể, chỉ có thể là kể. Đấy. Thì trong đáp án tôi có viết này, con người có thể sử dụng năng lượng gió một số việc khác như làm quay cối xay gió để bơm nước, xay bột ngũ cốc, chạy máy phát điện, phơi quần áo làm mát cơ thể vào những ngày nắng nóng, vân vân. Đấy. Tức là bổ sung thêm, các thầy cô hoàn toàn có thể nghĩ thêm để viết. Đấy. Nhưng có một điều là những lợi ích của năng lượng gió đối với con người. Thì cái câu trả lời là năng lượng gió làm tăng hiệu quả sản xuất và giúp con người giảm bớt sức lao động. Đấy là cái lợi ích của năng lượng gió đối với con người. Làm tăng hiệu quả sản xuất và giúp con người giảm bớt sức lao động. Đấy. Thì cái đó là lợi ích. Còn các em có thể nói là làm mát vân vân thì vẫn đúng, không sai. Nhưng cái mà điểm chúng ta suy nghĩ sâu hơn, giáo viên suy nghĩ sâu hơn để nâng tầm học tập của trí tuệ của các em lên là cái câu trả lời như thế. Hoạt động thứ ba. Thì cái hoạt động thứ ba các thầy cô đọc, các thầy cô sẽ thấy cái cách tổ chức hoạt động cũng giống như là hoạt động 2. Sử dụng năng lượng nước chảy cũng giống như hoạt động 2. Đấy. Cái cách tổ chức nó giống hệt như hoạt động 2.
Cũng sử dụng, theo tôi cũng sử dụng kỹ thuật căn trải bàn và thực hiện các nhiệm vụ. Sử dụng căn trải bàn và thực hiện các nhiệm vụ. Đúng. Cho nên nếu khi viết kế hoạch các thầy cô ngại viết dài, các thầy cô chỗ này các thầy cô có thể không viết lại, các thầy cô viết vào đây là cách làm như hoạt động 2. Đấy. Đến hoạt động tiếp theo là hoạt động luyện tập và thực hành, thì mục tiêu ở đây là củng cố các kiến thức đã học. Thì đề nghị học sinh suy nghĩ và trả lời câu hỏi 1, 2 ở sách giáo khoa, nó có hai câu hỏi. Đúng. Chỗ này đề nghị mỗi học sinh suy nghĩ, sau đó đề nghị học sinh sẽ trả lời và giáo viên hướng dẫn thảo luận, xác nhận ý kiến đúng. Câu trả lời thứ nhất là vì sao thuyền buồm đi ngược chiều gió người ta phải hạ buồm xuống? Thì câu trả lời cần hạ cánh buồm xuống khi thuyền đi ngược chiều gió để làm giảm sức cản của gió. Lúc này năng lượng gió lại gây ra tác hại. Và đến đây các thầy cô thấy tôi mở rộng một tí, lúc đầu tôi cũng muốn viết vào sách đấy, nhưng mà nó lại bảo là, nhưng mà lại sợ là nó vượt quá yêu cầu cần đạt. Nhưng các thầy cô sẽ thấy là muốn cho học sinh có một cái suy nghĩ khách quan hơn thì không, tất cả phần trên là chúng ta toàn nói lợi ích của năng lượng, các loại năng lượng thôi, không nói tác hại nào cả, chỉ toàn nói lợi ích của năng lượng mà. Thế thì vì thế tôi mạnh dạn đưa vào cái câu hỏi này để có cơ hội để các thầy cô sẽ giúp học sinh nhìn sự vật hiện tượng theo hai chiều, tích cực và tiêu cực. Đấy. Thì cái ví dụ này là phải hạ xuống để giảm cái gì? Tác hại của gió, giảm sức cản của gió mà. Lúc này gió lại không mang lại lợi ích đúng không ạ? Mà gió lại mang lại cái gì đấy? Đấy, các thầy cô có thể nói thêm với các em câu đó. Gió có thể còn mang lại những điều có hại cho con người. Và nếu có thể còn thời gian, các thầy cô có thể hỏi học sinh để học sinh ôn lại cái kiến thức mà họ đã biết về gió bão đã học ở lớp 4, hoặc dựa vào đời sống hàng ngày kể xem gió lúc nào có hại không, và muốn giảm cái tác hại đó thì em làm thế nào. Đấy là mở rộng đối với những lớp mà các thầy cô thấy học sinh có năng lực, chúng ta cũng mở rộng mạnh dạn đẩy đẩy cao học sinh lên để cho họ giỏi hơn. Đúng. Còn câu hỏi thứ hai, nguồn năng lượng nào giúp bè gỗ trôi được trên sông, thì câu trả lời đơn giản rồi. Đấy, câu trả lời đơn giản. Các thầy cô có thể hỏi vui thêm, lúc ôn tập củng cố này chính là lúc mà các thầy cô hoàn toàn có thể giúp tư duy em mở rộng cách nhìn cuộc sống đa chiều. Các thầy cô lại có thể hỏi là nếu người ta có, nếu như mà cái thuyền mà đi ngược ngược dòng nước chảy thì dễ hơn hay là khó hơn khi mà đi xuôi dòng nước chảy, ví dụ thế. Đấy. Đi lại lại để thấy rằng là cái nước chảy cũng có lúc tác hại. Đấy. Rồi hỏi là cái năng lượng nước chảy có thể mang lại cái nguy hiểm gì cho con người không, có tác hại gì không, đấy vân vân. Đấy, thì cái chỗ thực hành luyện tập là kế hoạch bài học là tôi bám sát sách, nhưng các thầy cô hoàn toàn có thể mở mở trong mỗi bài học, hoàn toàn các thầy cô có cái điều kiện để mà năng lượng, để mà thể hiện cái sức sáng tạo của mình và để nâng tầm học sinh của mình lên. Đấy, như thế trên mới nói ở trên là cuốn sách này có tác dụng là giúp cho các thầy cô tăng cường tính sáng tạo như thế ạ. Hoạt động tiếp theo là hoạt động vận dụng và trải nghiệm. Vận dụng và trải nghiệm thì ở đây các thầy cô sẽ thấy cái hoạt động vận dụng và trải nghiệm trong này chính là thực hiện được cái yêu cầu cao của cái bài học này. Đây là thu thập xử lý thông tin và trình bày được bằng những hình thức khác nhau về việc khai thác và sử dụng các năng lượng nêu trên. Đấy. Thì cái này chúng ta phải thực hiện trên lớp. Đấy. Trên mục tiêu là tìm hiểu
và trình bày việc khai thác sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng nước chảy ở Việt Nam. Thì để đạt được cái mục tiêu này thì các thầy cô đấy là sau khi đó, sau cái bài học là nó có một cái chỗ phần luyện tập củng cố 3 ấy. Nhưng phần 3 này nó lại không đưa vào phần sau cái dấu câu hỏi nó có 3. Đấy, là tìm sử dụng năng lượng. Thì trong sách giáo khoa có gợi ý, các việc cần làm, đây cũng chính là một cái manh nha ban đầu luyện tập cho học sinh lớp 5 tư duy khoa học và biết cách, nghiên cứu trình bày một vấn đề khoa học. Đấy là ý tưởng cao hẳn lên đấy, cho nên tôi mới chọn bài này. Tôi chọn bài này là có một ý tưởng mới cao hẳn lên để thực hiện theo yêu cầu của bộ, chứ không phải các tác giả đề ra, mà đây là đáp ứng yêu cầu cần đạt của bộ. Được. Em gửi luôn đi. Các đồng chí, các thầy cô có nói là lê gửi lên nhóm, tôi sẽ gửi. Gửi được, tôi đồng ý gửi. Đấy. Thì tôi đang nói tiếp, đây là cái khó trăn trở nhiều lắm khi thấy đây là một vấn đề mới và và vì thế chúng tôi đã ghi ra cái con đường cách thức để mà trình bày nghiên cứu một vấn đề, nghiên cứu và trình bày một vấn đề khoa học. Nó gồm có những bước mà trong sách giáo khoa để biết rõ. Trước hết là không thể để một nhóm có thể làm tất cả các ba loại năng lượng này được. Cho nên là nhiệm vụ thứ nhất cũng chính là lựa chọn chủ đề nghiên cứu đấy. Các thầy cô nào học thạc sĩ rồi sẽ thấy làm luận văn đấy, hay các thầy cô làm khóa luận tốt nghiệp cũng thế, phải lựa chọn cái vấn đề mình nghiên cứu. Thì ở đây đề nghị học sinh là lựa chọn, đây là trong trong sách viết nhé. Đấy. Lựa chọn một trong các chủ đề năng lượng mặt trời, năng lượng nước chảy hoặc năng lượng gió ở Việt Nam. Đấy. Lựa chọn. Đấy. Sau đó cái thứ hai là nghiên cứu là về vấn đề nội dung. Nghiên nội dung thì tìm hiểu những vấn đề gì trong sách đã viết rõ, những việc trong đời sống sản xuất có khai thác sử dụng nguồn năng lượng đã chọn. Đấy, định hướng kể ra các việc, đúng không? Cái thứ hai, ý thứ hai của nội dung là năng lượng này mang lại lợi ích gì cho địa phương em gắn với cuộc sống hiện tại, để các em ý muốn viết một cái báo cáo, nhưng báo cáo này không phải là sao chép lại những điều đã học ở trên. Đấy, các thầy cô sẽ thấy không sao chép lại những điều ở trên, mà nói là những nguồn năng lượng này mang lại lợi ích gì cho địa phương em. Đấy, như vậy là gắn kết, em phải viết cái mà em gắn cái điều đã học, chứ em không phải là sao chép lại điều em đã học. Đấy. Sao chép lại thì không có tác dụng bồi dưỡng năng lực, chỉ có bồi dưỡng ghi nhớ kiến thức thôi. Đấy. Cái thứ ba là những thuận lợi và khó khăn khi sử dụng nguồn năng lượng này. Đấy. Các em phải tự suy nghĩ thuận lợi gì, khó khăn gì. Ví dụ như ở địa phương em có thể làm năng lượng gió, thì em chọn năng lượng gió. Đấy. Ở địa phương em có thể sử dụng sản xuất điện bằng năng lượng mặt trời, thì em chọn năng lượng mặt trời. Đấy. Ở địa phương em có thể sử dụng năng lượng nước chảy, em chọn năng lượng nước chảy. Nhưng khi đó em phải suy nghĩ những thuận lợi và khó khăn. Và ở đây chúng ta sẽ thấy rằng hỏi học sinh như thế để định hướng cách họ suy nghĩ, bồi dưỡng tư duy khoa học và bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề, gắn kiến thức với lại cuộc sống. Còn câu trả lời của các em nó không phải là câu trả lời luôn đúng. Nó có thể có ý đúng nhưng diễn đạt chưa được thì thầy cô giúp diễn đạt lại. Nó có thể chưa đầy đủ, các thầy cô bổ sung. Nhưng chúng ta cứ mạnh dạn giao nhiệm vụ để các em dám nói lên điều mình nghĩ. Cái đó là bồi dưỡng năng lực tự học rất mạnh. Đấy. Sau đó, ý thứ hai, ý thứ ba trong cái báo cáo là lựa chọn hình thức trình bày, hình ảnh và thuyết minh cho các hình ảnh đó, hoặc viết một đoạn văn ngắn. Em viết đoạn văn ngắn cũng được, từ trong yêu cầu cần đạt là có thể tự lựa chọn hình ảnh. Đấy. Sau nhiệm vụ thứ tư trong cái việc đó là thu thập xử lý thông tin về nguồn năng lượng đã chọn rồi trình bày sản phẩm. Các bạn sẽ thấy này,
lựa chọn chủ đề này, suy nghĩ về nội dung này, lựa chọn hình thức này, sau đó mới làm việc, mới bắt tay vào làm việc. Ba cái gạch ở trên là nghiên cứu, sau đó mới bắt tay vào làm việc là thu thập xử lý thông tin, rồi cuối cùng viết trình bày sản phẩm. Viết viết thì ta sẽ viết nội dung theo hình, viết những nội dung và theo hình thức đã trình bày đấy, các bạn thấy. Và vì thế trong hoạt động kế hoạch bài học, việc đầu tiên là giáo viên chia nhóm. Cái này mà ta để một em làm thì không nên, ta chia nhóm rồi hướng dẫn việc thực hiện các nhiệm vụ như tôi vừa nêu. Bạn sẽ dùng sách để hướng dẫn, những điều tôi vừa nói là đều trình bày trong sách giáo khoa, cho nên các bạn hoàn toàn có thể lấy sách giáo khoa như thế để hướng dẫn cách các em làm đấy. Và chắc chắn rằng các bạn hướng dẫn theo cách của các bạn thì học sinh tiểu học sẽ biết cách làm dễ hơn. Tôi nói đấy là các bạn, việc là quan trọng là chia nhóm xong bắt đầu hướng dẫn này đấy, hướng dẫn. Sau hướng dẫn thì tương tự học sinh sau đó sẽ tự hoạt động nhóm để thực hiện cái việc đó, hoạt động trên lớp ấy ạ. Đấy, tự hoạt động, cho nên là có cả viết một đoạn văn ngắn và hình ảnh. Ở đây hình ảnh các bạn sẽ hình dung như này, nước ngoài người ta rất tôn trọng trẻ con nhá. Đấy, cho nên là nước mình cũng nên thế, đừng cầu toàn quá. Đấy, hình ảnh ở đây có thể có em mà lấy được, nhưng ngay trên lớp có thể em không lấy được, hoặc bạn giao về nhà trước đi. Chỗ này là bạn giao về nhà trước đi, là các em thử tìm những hình ảnh sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng nước chảy nếu ở điều kiện môi trường các bạn làm tốt. Thế còn nếu không thì các bạn hoàn toàn có thể, học sinh có thể hoàn toàn lựa chọn hình ảnh bằng cách là hướng dẫn các em, chẳng hạn như em muốn lấy hình ảnh cái pin mặt trời này em không lấy được này, hay em muốn lấy hình ảnh về năng lượng gió, cái tu bin gió, em có thể nhìn đâu đó này, ở ở này thì em vẽ một cái ô vuông vuông, xong em viết vào hình ảnh này hình ảnh kia, thế là được, viết chữ vào, hoặc em tự vẽ đấy, hoặc em tự vẽ, vẽ không đẹp cũng được đấy. Chứ mình đừng cầu toàn là phải hình ảnh là phải phải nét phải chuẩn như trên mạng thế này khác, không không cần ạ. Đấy, chỗ đấy mới là chỗ năng lực tự học, đấy mới là vui, đấy mới là hay, và các em sẽ rất sáng tạo, các em sẽ rất sáng tạo, rất nhiều em nó cũng tưởng tượng và nó cũng vẽ đẹp. Còn nếu em nào không vẽ được, chỉ vẽ một ô vuông thôi, xong ghi hộ cô là hình ảnh gì đó, thế là được đấy, em không vẽ ra được cũng được đấy, thì chúng ta mới đủ thời gian làm trên lớp bạn ạ. Đấy, đấy, vì cái yêu cầu cần đạt chứ nó như thế, cho nên mình phải phải thực hiện. Tôi chọn bài này là vì thế. Đương nhiên làm xong thì chúng mình lại tổ chức báo cáo đấy. Khi báo cáo thì mỗi nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác lắng nghe, đưa câu hỏi thắc mắc, chỉ ra chỗ sai, bổ sung chỗ yếu, sau đó giáo viên đánh giá đấy, hoạt động vận dụng và trải nghiệm. Thầy thấy sản phẩm ở đây là bản báo cáo của các nhóm rất là phong phú, rất là hay đấy, các thầy cô thấy không ạ? Đấy, và đấy thực hiện được đúng yêu cầu cần đạt của sách giáo khoa, và sẽ thấy ngay là tôi nói lúc đầu là cái hoạt động vận dụng trải nghiệm nó song hành chạy suốt trong các cái hoạt động học ở sách giáo khoa. Thì đấy là tôi lấy một cái bài ví dụ, và đây tôi muốn chuyển trang cái cũng bài này nghiên cứu sang trang. Và ở bài này các thầy cô sẽ thấy là nếu mà điều kiện các thầy cô có thể nâng tầm học sinh lên một chút nữa, các thầy sang trang quất trang, thì bài này các thầy cô sẽ thấy là chúng ta có thể sử dụng tổ chức dạy học theo trạng. Chữ này nó bị cái sơ đồ và máy nó không tương thích, đâm chữ chạm nó bị mất chữ mờ ở dưới. Máy nó không tương thích khung hình, trên máy của tôi nó bé hơn nên đấy. Thì có thể tổ chức bài học này dạy theo chạm, theo phương pháp dạy học theo chạm, phương pháp mới này, nó hơi bị trên máy thì tôi ổn mà lên vào đây nó không ổn rồi, các thầy cô thông cảm nhá. Đấy, cái khung chuyển qua máy khung hình nó khác đấy. Thì chúng ta tổ chức theo trạng, sơ đồ học tập theo trạng, thì ở đây chúng ta sẽ có ba vấn đề
Năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng nước chảy, chạm một. Chạm một. Ta sẽ nói về năng lượng mặt trời, chạm hai, năng lượng gió và chạm ba là năng lượng nước chảy. Sơ đồ chạy vòng như thế này. Đấy. Bài học này có trong 3 tiết, các thầy cô sẽ tổ chức dạy học theo trạng. Như vậy 2 tiết theo trạng. Thế cách thức tổ chức dạy học theo trạng chắc các thầy cô cũng được tập huấn về các phương pháp dạy học tích cực thì biết rồi. Nhưng tôi nói lại, cách thức tổ chức thì bước 1 là các thầy cô nêu nội quy học tập ở các trạng ngắn gọn thôi. Không gây ồn nhóm lớp, không tách nhóm, không tự ý chuyển nhóm. Đấy. Ngắn gọn thôi, nội quy không cần nói nhiều. À, các bạn trong nhóm nói nhỏ, không được nói quá ồn ào to, không được tách nhóm, không tự ý chuyển nhóm. Sau đó giới thiệu cách học theo trạng. Đây, các thầy cô cũng vẽ sơ đồ lên, nói với các con sơ đồ như thế này. Và cũng không nhất thiết các thầy cô phải kê bàn của các con theo bàn tròn đâu ạ. Cứ để bàn ngang cũng được. Đấy. Hoặc là bàn ghép lại nhau cũng được ạ. Đấy. Chứ không phải là kê tròn đâu ạ. Đấy. Và ví dụ như có ba trạng thì các thầy cô thấy có thể chia lớp thành ba nhóm. Đấy. Hoặc là chia lớp thành 6 nhóm nếu lớp đông. Chúng ta không nên để một nhóm quá đông. Đấy. Chia thành 3 hoặc chia thành 6. Có thể số lượng thành viên trong các nhóm đó không thật sự bằng nhau cũng không sao ạ. Đấy. Sau đó đề nghị các nhóm tự chọn trạng bắt đầu. Nếu mà chia thành 6 thì có hai trạng 1, hai trạng 2, hai trạng 3, đúng không ạ? Đấy. Các nhóm tự chọn trạng bắt đầu. Bắt đầu nếu mà ba nhóm lại chọn vào cả một trạm thì đề nghị là ai chọn trước được trước bạn khác sẽ sang chọn khác đấy. Sau khi thực hiện xong một trạm, thư ký nhóm đánh dấu xác nhận trên phiếu theo dõi hoạt động rồi mới chuyển sang chọn khác. Ở đây các cái hoạt động của các trạm này tương đối, khối lượng công việc tương đối đồng đều cho nên không cần để trạm chờ, không cần để trạm chờ. Và đến đây các thầy cô cũng nói luôn cả thời gian để các nhóm được ngồi ở mỗi trạm là bao nhiêu. Các thầy cô thấy ba trạm mà các thầy cô sử dụng trong 2 tiết để các thầy cô lấy thời phân bố thời gian đấy cho nó phù hợp. Có thể di chuyển theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược lại, chỗ này là lý thuyết nhưng với một lớp thì các thầy cô nên quy định một chiều để các em chuyển nó thuận lợi hơn. Ở mỗi trạm thì học sinh sẽ hoàn thành phiếu học tập cá nhân, sau đó thảo luận đưa ra ý kiến chung. Cũng giống như là sử dụng cái phương pháp khăn trải bàn đấy các đồng chí ạ, các thầy cô ạ. Đấy. Để, chứ còn nếu như làm nhóm ngay ở trạm thì sẽ rất nhiều em ngồi chơi. Sẽ rất nhiều em ngồi chơi. Chứ đề nghị là phiếu là hoàn thành là phiếu cá nhân. Sau đó thảo luận rồi mới đưa ra ý kiến chung mới viết vào cái bảng của nhóm. Đấy. Giống như cái kỹ thuật khăn trải bàn, ta sử dụng hoạt động nhóm, ta sử dụng kỹ thuật khăn trải bàn thì đảm bảo phát huy được cái xây dựng bồi dưỡng được cái năng lực tự học của học sinh và nó không có cái chuyện là một cá nhân làm rồi các bạn khác ngồi chờ để ta gọi là dùng từ đời sống là ăn theo ấy, không không có. Đấy. Cho nên ta thử hoạt động nhóm ta nên dùng cách khăn trải bàn, kỹ thuật khăn trải bàn. Nếu cần giúp đỡ thì giơ tay để giáo viên kịp thời giúp đỡ. Ví dụ bạn em nào cần sự giúp đỡ hỏi gì đó thì lúc đó giáo viên sẽ đến cái trạm đó và sẽ nói nhỏ trao đổi để không ảnh hưởng sự làm việc của người khác. Đấy. Giới thiệu đã, chỗ này là các thầy cô nói với học sinh điều này đã. Sau đó chia nhóm. Sau đó chia nhóm đề nghị học sinh về mỗi trạm và các nhóm luân phiên hoạt động các trạm, theo dõi các nhóm hoạt động, kịp thời hướng dẫn học sinh khi gặp khó khăn và hướng dẫn chuyển trạm. Đấy là cách thức tổ chức. Tiết thứ ba là tổng kết bài học sau khi học ba trạm. Đây là đến tiết thứ ba nhé. Tổ thì tổng kết bài học, nhầm lỗi là tiết thứ hai, bài này hai ha, ba tiết. Tiết thứ ba là tổng kết bài học. Thì khi tổng kết bài học là yêu cầu các nhóm lần lượt trình bày kết quả thảo luận ở từng trạm. Các nhóm khác lắng nghe đưa ra ý kiến khác rồi hướng dẫn học sinh thảo luận.
Và đương nhiên ở đây sau đó các thầy cô sẽ chốt kiến thức. Các thầy cô sẽ chốt kiến thức. Nếu như mà chúng ta có 6 nhóm thì chúng ta cũng đề nghị chỗ này các nhóm trình bày thì chúng ta sẽ không yêu cầu tất cả các nhóm đều trình bày nếu 6 nhóm. 3 nhóm thì đương nhiên cả 3 nhóm trình bày, nhưng nếu 6 nhóm thì các thầy cô sẽ hai nhóm cùng một trạm thì chúng ta sẽ chọn một nhóm để trình bày, nhóm nào xung phong trước được trình bày. Đấy. Sau đó các nhóm khác còn lắng nghe đưa ý kiến, bởi vì tất cả các học sinh đây không phải chỉ dừng hoạt động ở một trạm, ai cũng ở tất cả các trạm. Chuyên thảo luận là thảo luận từng của một trạm thôi, thì các nhóm khác cũng đã làm rồi, chuyên đưa ra ý kiến khác này. Cái gì trùng thì không nói nữa, trong khi thảo luận thì cũng giúp học sinh có cái tư duy khoa học và không mất thời gian các thầy cô ạ. Ý kiến giống không nói, chỉ hỏi ý kiến đấy. Và chỗ nào chưa đúng á, chỗ nào chưa đúng thì em bổ sửa đúng thế nào. Chỗ nào thiếu thì em bổ sung thế nào thôi, chứ không không trình bày lại. Đấy. Thì học sinh sẽ tham gia thảo luận. Thế bây giờ còn một cái nữa là phiếu học tập ở mỗi trạm. Thì chính là các thầy cô sẽ lấy các nhiệm vụ học tập ở trong sách giáo khoa ghi vào thành phiếu học tập. Và các thầy cô cũng không cần viết cho mỗi học sinh một phiếu, mà các thầy cô đặt ngay ở từng phát ra từng trạm cái phiếu đó, học sinh sẽ căn cứ vào phiếu đó để viết. Còn nếu các thầy cô có điều kiện thì mỗi học sinh một phiếu cũng được. Đấy. Thì đấy là một cái cao hơn là nếu các thầy cô tổ chức dạy học bài theo trạm. Và như vậy tóm lại các thầy cô sẽ thấy cũng là bài học này chúng ta có ba cách làm. Đấy. Cách làm thứ nhất là các thầy cô cứ dạy lần lượt hết từng hoạt động này sang hoạt động khác theo tiến trình đã viết ở sách giáo khoa. Cách làm thứ hai là như tôi vừa trình bày lúc nãy, là ta sẽ tổ chức hoạt động nhóm, nhưng mà sẽ tổ chức hoạt động nhóm với thời gian thời lượng dài hơn để cùng một lúc học sinh sẽ làm tương tự mấy hoạt động trong cùng một nội dung kiến thức. Và cao hơn nữa là chúng ta sẽ tổ chức hoạt động theo trạm. Thì các cái cách làm đấy sẽ bộc lộ được các cái mức bồi dưỡng năng lực học sinh khác nhau. Đấy. Ba mức khác nhau, năng lực học sinh được bồi dưỡng ở ba mức khác nhau. Đấy. Thế và ở bài này thì có một cái điểm mới, đó là có một yêu cầu rất cao đấy là thu thập xử lý thông tin trình bày. Thì đấy, thì chúng tôi đã thể hiện qua cái hoạt động vận dụng. Bây giờ có một ý kiến, chúng ta sẽ thảo luận bài này một chút nhé. Các thầy cô có ý kiến gì thì viết lên. Hiện nay tôi đọc được một ý kiến là thưa cô, vậy sau hoạt động vận dụng trải nghiệm, giáo viên sẽ củng cố kiến thức bằng cách cho các em đọc mục em đã học, mục em có thể, giáo viên có thể cho các em thực hiện ở nhà, còn mục em có biết sẽ cho các em đọc ở lớp được không ạ? À? Tất cả các mục đó đều thể hiện vào kế hoạch bài dạy đúng không ạ? À? Tôi vừa đọc một câu hỏi của bạn ở Đắk Lắk, trường tiểu học Ea Tiêu, huyện Cư Cun, Đắk Lắk. À, thế thì tôi có thể chia sẻ với bạn như thế này. Tôi có thể chia sẻ với bạn như thế này. Trong kế hoạch bài dạy, à, thì ở đây trong công văn thì nó không có, nhưng mà đúng là trong dạy học thật thì bao giờ cũng có một cái mục là dặn dò cuối cùng đúng không ạ? Đấy, kế hoạch bao giờ trong thực tiễn bạn thêm vào kế hoạch bài dạy cũng được, hiện nay tôi đang thiếu nhưng tôi nghĩ cái đó là không biết cũng không sao, bởi vì là trong trong thực tiễn dạy học cuối giờ bao giờ có hai mục là dặn dò và chào hỏi đúng không ạ? Thì cái mục dặn dò thì giáo viên có thể dặn dò học sinh là bây giờ em về học thuộc cho cô điều em đã học. Đấy. Bởi vì cái này là cần học thuộc. Còn lại tiến trình xây dựng kiến thức thực chất bạn xem nó đã có hết
ở trên, các em đã tự xây dựng ra được. Đấy. Trên cái mục em đã học thực chất là đã được lồng hết lên lên kế hoạch bài dạy ở trên. Còn nếu các bạn dạy lần lượt theo tiến trình sách giáo khoa thì bạn sẽ dạy nốt cả mục em đã học, đề nghị học sinh đọc. Đấy, xong rồi có một cái vui như thế này, nếu bạn dạy theo tiến trình sách giáo khoa đến mục em đã học thì bạn có thể dạy theo cách này này, vui mà học sinh học thuộc ngay tại lớp này này. Đó là gì? Đề nghị học sinh một em ai có thể đọc giúp cô xem hôm nay chúng ta học những điều gì. Thế là học sinh cầm sách đọc. Đấy, đọc đúng. Bạn có thể khen đánh giá quá trình nhưng mà cho điểm hay cho sao hay là cho bông hoa ở tiểu học đấy thì bạn đánh giá quá trình mà thì bạn có thể đánh giá luôn đấy. Cũng như là khi mà học sinh mà hoàn thành cái bạn báo cáo rồi xác nhận ý kiến đúng là bạn đánh giá quá trình, bạn sẽ đánh giá luôn học sinh để học sinh phấn khởi hứng thú học tập đấy. Sau đó lại hỏi ai nữa nào, bạn nào đọc nữa, lại một bạn khác đọc đấy. Ai nữa, lại một bạn khác đọc. Sau đó bạn lại hỏi bây giờ ai không nhìn sách giáo khoa mà nói lên được hôm nay mình đã học được những điều gì. Đấy, học sinh nói được bạn lại đánh giá tốt. Đấy, thì bạn sẽ thấy là đấy là một cách dạy học thuộc lòng trên lớp. Và nếu bạn cứ dạy từ 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 theo sách tất cả các mục thì đến mục em đã học bạn dạy cho hết đấy thì bạn làm bằng cách đó, bạn làm bằng cách đó đấy. Đấy là tôi nói ngoại lai nhá, rất vui. Mà thực tế thì học sinh sẽ thuộc bài trên lớp mà học sinh phấn khởi lắm. Đúng không? Đấy, thế là mục em đã học. Thế còn bạn dặn dò là về nhà điều tiếp theo là em làm ở mục em có thể. Em viết báo cáo, em gửi vào cuộc thư của lớp. Cái phần mục em có thể về nhà làm mà bạn đồng ý không? Đấy. Còn mục em có biết thì không đưa vào bài dạy mà cũng không đề nghị học sinh đọc trên lớp. Cái mục em có biết là mục phụ của bạn ạ. Đấy. Thì các em về nhà có thể tìm hiểu thêm mục em có biết. Em nào thích đọc cũng được, không đọc cũng được. Cái này là cái bổ sung để làm cho các em khám phá, có hiểu biết thêm nhiều thông tin hơn. Cho nên mục này không đưa vào kế hoạch bài dạy. Mục em có biết đấy ạ. Cũng không đề nghị đọc ở lớp. Đấy, không đề nghị đọc ở lớp bạn ạ. Nó sẽ phá vỡ cấu trúc của bài học. Ừ. Bởi vì cũng có thể có những cái, các bạn sẽ thấy có những bài nhé, có những bài buộc các em phải đọc thêm ở mục em đã biết mới trả lời được câu hỏi. Thì khi mình giao nhiệm vụ cho học sinh trả lời câu hỏi thì đương nhiên học sinh sẽ đọc, tự đọc, đọc cá nhân hoặc tự đọc khi thảo luận nhóm để thực hiện việc trả lời câu hỏi. Đấy. Chứ không 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 nên đề ra một cái việc là mình phải dạy mục em đã biết ở trên lớp, em có biết ở trên lớp ạ. Đấy. Tiếp tục ạ. À, có một bạn đã hỏi phòng giáo dục Thạch Thất tiểu học Bình Yên hỏi: "Thưa cô, với những bài 3 tiết thể hiện trong kế hoạch bài dạy thì như thế nào ạ?" À? Thì câu trả lời của tôi là 3 tiết thể hiện trong kế hoạch bài dạy thì bạn cứ viết cả một cái bài kế hoạch bài dạy của mình theo mạch logic. Thế còn việc phân tích thời gian thì bạn tự ghi vào ngay từ đầu, bởi vì nó có tên bài này, thời lượng này, thì cái chỗ thời lượng ấy bạn sẽ ghi vào 3 tiết, mở ngoặc tiết 1 làm gì đến đâu, nội dung gì, tiết 2 nội dung gì, tiết 3 nội dung gì. Đấy. Cũng giống như bài này các bạn thấy 3 tiết thì tôi đã nói là mỗi tiết 3 tiết thì chúng ta sẽ phân bố như bài này nhé. Xin lỗi, lúc nãy tôi có nói 3 tiết thì các bạn sẽ hình dung cái sử dụng năng lượng mặt trời sẽ là 1 tiết, sử dụng năng lượng mặt trời là 1 tiết, sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy hai cái mục đấy 1 tiết 1 tiết, và cái tiết thứ ba
chính là để tìm hiểu và trình bày việc khai thác sử dụng năng lượng để đáp ứng cái yêu cầu cần đạt thu thập xử lý thông tin trình bày được về việc khai thác sử dụng các lượng năng lượng. Đấy. Có thể lúc nãy tôi bỏ qua cái chỗ đó, tôi xin lỗi. Nhưng đấy, còn câu hỏi bạn hỏi là những bài ba biết thể hiện trong kế hoạch bài dạy như thế nào thì là câu hỏi chung, thì tôi trả lời chung rồi. Bạn hình dung chưa? Đấy. Còn riêng bài này thì nếu như theo kế hoạch dạy học của tôi trình bày lúc nãy thì năng lượng mặt trời một tiết, năng lượng nước chảy và năng lượng gió một tiết, và nên để tiết thứ ba tìm hiểu trình bày việc khai thác sử dụng năng lượng. Và nếu bạn dạy theo trình tự sách giáo khoa chứ không tổ chức như tôi thì bạn cũng nên làm như thế. Bạn cũng nên làm như thế. Đấy. Bạn cũng nên làm như thế. Thế còn nếu như bạn tổ chức dạy học theo trạm thì hai tiết hoạt động trạm và cái cách mà làm báo cáo, cái cách mà bạn đưa phiếu học tập cho các nhóm để làm báo cáo ấy, cách đưa phiếu học tập cho các nhóm để làm báo cáo ấy, thì cái phiếu học tập của nhóm sẽ là cái việc mà tìm hiểu trình bày một nguồn năng lượng. Đấy. Sẽ là báo cáo cái đó. Bạn đã đồng ý với ý kiến trả lời chưa ạ? Rồi. Tiếp tục ạ. Các bạn nào có ý kiến cứ đưa lên ạ. Bạn ở trường tiểu học Tân Thọ cho các em xin cái gì đây ạ? Khóa học bồi dưỡng môn khoa học này. Ở chỗ nào? Gửi kế hoạch bài dạy lên nhóm gửi rồi làm gì ạ? Đúng không ạ? À, các bạn ơi, có kỹ thuật, thầy phụ trách tin học kỹ thuật đã gửi lên nhóm rồi ạ. Rồi. Đấy. Gửi lên nhóm rồi. Thế còn xin kế hoạch bài dạy môn khoa học này gửi lên nhóm rồi được không ạ? Các bạn mở thấy chưa ạ? Xin kế hoạch bài dạy môn học khoa học gửi rồi ạ. Đấy. Rồi ạ. Thì đấy là tôi vừa phân tích một ví dụ các bạn cần ý kiến gì, và tôi chọn một cái bài mà tôi có thể nó có một cái yêu cầu cần đạt rất là cao mà xưa nay các bạn dạy học là chưa thực hiện. Thì tôi sẽ, một bạn hỏi Ba Vì tiểu học Tiên Phong, cách phân chia tiết có cố định bắt buộc hay linh hoạt ạ? Thì ngay từ đầu tôi đã nói, một bạn hỏi đấy, bài ba tiết thể hiện trong kế hoạch bài dạy như thế nào, thì tôi đã trả lời rồi, cách phân chia tiết là tùy vào bạn, tùy vào điều kiện dạy học của bạn, đúng không? Đấy, tùy vào nội dung bài học để bạn phân chia cho phù hợp. Nó cho phân chia đâu? Phân chia cho phù hợp ạ, chứ không cần phải cố định đâu ạ. Đấy. Tự bạn luôn chứ cũng không phải là tự bạn luôn chứ cũng không cần phải thống nhất ở trường đâu ạ. Đấy. Bởi vì mỗi nhiều nhiệm vụ viết biên kịch này, xong rồi lên làm đạo diễn này, lên làm diễn viên này, đấy, đồng hành cùng các khán giả cực kỳ khó tính là học sinh này, đúng không? Đấy, cho mình cứ hoàn toàn linh hoạt sáng tạo. Và nếu bạn thậm chí như này, bạn chia kế hoạch mà nó không thực hiện được thì có sự cố chân nước khiến so với đại gia. Được, đã tắt cái này đi để xem một cái để. Một ý kiến của bạn nữa ở tiểu học Kim Đồng, bạn hỏi sách chỉ gợi ý và phương pháp kỹ thuật dạy học luôn linh hoạt, làm sao để đạt hiệu quả dạy học, kế hoạch bài dạy luôn bám theo câu hỏi làm cái gì, tại sao phải làm thế nào, chúng em hiểu như thế đúng không ạ? Câu trả lời của tôi là sách chỉ là một phương án, đúng không? Các bạn hoàn toàn có thể thay đổi. Các bạn hoàn toàn có thể thay đổi phương pháp dạy học, kỹ thuật dạy học, các bạn lựa chọn.
Và vừa xong tôi có dám nói là bắt buộc đâu, tôi phải nói là ví dụ, tôi ví dụ, và tôi ví dụ ba cách liền, bạn thấy không? Đấy. Và theo triết lý dạy học thì ba câu hỏi của bạn chỉ là ý thứ ba thôi, còn bất kỳ một ai làm nghề dạy học đều phải trả lời được ba câu hỏi. Tôi diễn đạt vui một tí. Câu hỏi thứ nhất, ngày mai tớ lên lớp tớ dạy cái gì? Đấy là câu hỏi thứ nhất, mình phải biết mình dạy cái gì. Đấy. Câu hỏi thứ hai là cái tớ dạy nó là thế nào, cái tớ dạy nó là thế nào, phải rõ đã. Sau câu hỏi thứ ba, câu hỏi thứ ba mới là tớ sẽ dạy cái đó thế nào. Tôi nghe thấy à? Câu hỏi thứ ba là tớ sẽ dạy cái đó thế nào, thì ba câu hỏi của bạn chính là câu hỏi thứ ba. Đấy, bạn thiếu hai câu hỏi trên, được không ạ? Rồi. Bạn đã thỏa mãn chưa ạ? Rồi. Tiếp, một câu hỏi nữa của bạn, phòng giáo dục Thanh Trì, Thanh Liệt. Phần khởi động tiết 2 và tiết 3 sẽ tổ chức thế nào ạ? Ở đây bạn sẽ thấy không khởi động theo tiết ạ. Một bài có 3 tiết hay có 2 tiết thì nó là một bài học. Cái hoạt động đây là kế hoạch bài dạy của bài học, chứ không phải kế hoạch dạy học của tiết học. Và bài học thì chỉ khởi động một lần thôi ạ. Bài học chỉ khởi động một lần thôi ạ. Câu hỏi nữa, muốn xin cô bài giảng vừa phân tích cách tổ chức dạy học theo trạng ạ. Được, tí nữa tôi sẽ nhờ thầy bên tin học sẽ tải lên nhóm, được không ạ? Rồi, tiếp tục. Lùi lùi xuống cái chỗ này, lùi xuống nó không làm xem nữa. Cần lên lên trên ra hỏi rồi. Rồi chúng em muốn xin bài giảng mà vừa phân tích cách tổ hợp theo trạng, tí nữa tôi sẽ nhờ thầy bên tin học rồi gửi nó hộ. Cái thứ ba, khi tiết Cao Thị Hồng, khi thiết kế bài dạy có nhất thiết phải soạn theo mẫu đầy đủ các cột như cô giáo vừa hướng dẫn không ạ? Câu hỏi tí nữa tôi trả lời luôn. Thưa cô, nếu dạy theo trạng mà chia hai tiết thì tổ chức thế nào cái hiệu quả ạ? Câu trả lời của tôi là nếu tổ chức dạy học theo tràng thì vẫn có bài học có hai tiết. Đấy, vẫn có bài học có hai tiết thì chúng ta nếu mà bài học theo tràng mà có bài học theo hai tiết thì cháu xem này, cháu chuyển nhá. Nếu mà dạy học theo trạng, bài mà có hai tiết mình vẫn có thể tổ chức dạy học theo trạng đấy, thì mình sẽ bố trí thời gian tùy theo nội dung, tùy theo nội dung. Ta như theo tôi thì tiết 1 là sẽ học theo trạng, tiết 2 thì sẽ phải tổ chức thảo luận báo cáo đấy, và việc mình giới thiệu trạng là phải nhanh ngắn gọn để các em có thời gian học theo trạng được. Và cái việc dạy học theo trạng này chỉ được sử dụng khi các nội dung kiến thức trong bài học nó không phụ thuộc tuyến tính, có nghĩa là không bắt buộc phải học kiến thức một mới đến kiến thức hai, kiến thức hai mới đến kiến thức ba. Những bài học tuyến tính không dạy học được theo trạng đấy. Cho nên ví dụ như những bài học trên của chủ đề năng lượng không dạy học được theo trạng, chỉ có đến bài này mới dạy học được theo trạng, được chưa ạ? Rồi, câu hỏi nữa, gửi chọn bộ giáo án 35 tuần lên môn học. Điều này các bạn có thể mua sách giáo viên. Đấy, đấy, các thầy cô hoàn toàn có thể mua sách giáo viên hoặc là link vào các đường link trong giai đoạn tập huấn thì cổng điện tử đấy vẫn mở. Các thầy cô hoàn toàn có thể mua, có thể mở đường link như trên màn hình đã
đã nó đã gì được không ạ? Còn lâu dài các thầy cô đã biết hết, các tác giả đã viết hết trong quyển sách giáo viên đấy, nên các thầy cô hoàn toàn có thể sử dụng được ạ. Sách giáo viên trong đó tôi nói còn có cả đáp án trả lời các câu hỏi luôn, có hết ở trong quyển sách giáo viên ạ, được không ạ? Rồi, ở đây các thầy bên bên tin học đang cố gắng để gửi các cái file mà tôi vừa trình bày lên nhóm, các thầy cô chờ một chút. Bây giờ chúng ta tiếp tục công việc ạ. Quay về cái slide, rồi bây giờ tôi chuyển đi ạ. Chuyển không không đây đây rồi. Bây giờ tiếp theo ạ. Tiếp theo ạ, à, bây giờ việc thứ ba, việc thứ hai chúng ta vừa xong là tôi trình bày về việc thứ hai vừa xong là tôi như về slide đi. Được rồi, đây vừa xong là tôi trình bày ví dụ. Bây giờ đến việc thứ ba là các thầy cô sẽ từng trường sẽ thực hiện xây dựng kế hoạch của một bài học, thì nhiệm vụ là các thầy cô chọn một bài học sau xây dựng kế hoạch bài dạy, thời gian là 30 phút đấy. Theo công văn đây này, các thầy cô có thời lượng này này đấy, theo công văn đấy 2, 3, 4, 5. Thế còn ở đây tôi trả lời luôn ý kiến của thầy cô lúc ban nãy là các hoạt động dạy học ở đây các thầy cô có thể trình bày dưới nhiều hình thức khác nhau, có thể trình bày dưới hình thức nhiều hình thức khác nhau, nhưng đảm bảo theo công văn bao gồm một bài học có hoạt động mở đầu, hoạt động hình thành kiến thức, hoạt động luyện tập thực hành, hoạt động vật trải nghiệm, là bốn hoạt động mà bám theo sách khoa học năm. Cái thứ hai là ở mỗi hoạt động thì các thầy cô phải ghi rõ mục tiêu, cách thức thực hiện. Cách thức thực hiện ở đây chính là hoạt động giáo viên làm gì, chọn giáo viên chọn phương pháp nào, làm gì, nói gì, hoạt động học sinh và sản phẩm. Đấy, và sản phẩm. Sản phẩm thì thường là cái mà kết quả mong đợi, kết thúc hoạt động ấy sau khi mình làm thế mình mong muốn có hoạt động gì đấy, đấy là như thế. Thế mà các thầy cô viết theo hình thức nào cũng được nhưng phải thể hiện đầy đủ các nội dung đó của công văn. Còn cái bảng cái cột này là tôi suy nghĩ ra để tôi viết, thì các thầy cô theo cũng được mà không cũng được đấy. Các thầy cô hình dung đúng câu trả lời lúc nãy bạn hỏi chưa ạ? Đấy. Thì tôi nghĩ là tôi suy nghĩ tôi viết đủ các yếu tố của công văn lên như thế này thì hoạt động sẽ rất là gần đấy. Các thầy cô đã còn còn ý kiến gì hỏi nữa không ạ? Đấy. Nếu không còn ý kiến gì thì xin mời các thầy cô sẽ tự chọn một bài học, sau đó xây dựng kế hoạch bài dạy. Thậm chí có đủ thì trong cái mục mà hình thành kiến thức ấy, các thầy cô xây dựng một kiến thức thôi cũng được, một nội dung kiến thức thôi cũng được ạ. Từ vì chúng ta ở đây là chúng ta cùng trao đổi thảo luận để chúng ta biết cách thôi, chứ còn chúng ta không có nhiều thời gian ạ. Thì các thầy cô có thể chọn một bài các thầy cô làm, hoặc có thể trong bài ấy vẫn chọn một bài nhưng trong cái hoạt động hình thành kiến thức nó dài, các thầy cô không chọn được hết, không làm kịp thì chọn một thôi cũng được, được không ạ? Đấy. Xin trân trọng kính mời các thầy cô làm việc ạ. Cái nhóm không có đâu ạ, gửi vào đường link tập huấn ạ, có nhiều bạn nhận được rồi đấy ạ, thầy tin học nói ạ. Đấy. Không không lập nhóm mới đâu ạ, vẫn cái đường link tập huấn của tôi vào đâu đó, tôi vào lớp à, tôi hiểu cho nhau. Gửi thầy gửi luôn vào nội dung đi ạ. Đấy ạ, có nhiều bạn đã nhận được rồi thì các bạn mà xem gặp khó khăn. Em xin trình bày các bước lên lớp của bài 12 ôn tập chủ đề năng lượng ạ. Đấy, bỏ cái này đi cho đi mà Trong sách giáo khoa thì bài ôn tập chủ đề năng lượng có hai nội dung.
Đấy. Mục tiêu là học sinh tóm tắt được những nội dung chính đã học dưới dạng sơ đồ. Tiêu thứ hai là vận dụng được kiến thức và kỹ năng của chủ đề vào giải quyết một số tình huống đơn giản trong cuộc sống. Thì ở cái phần hoạt động 1 là khởi động, thì chúng em sẽ cho học sinh chơi trò chơi đuổi hình bắt chữ. Giáo viên tổ chức cho học sinh xem một số hình ảnh sử dụng các năng lượng, ví dụ như là thuyền buồm, bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời, cọn nước, quạt điện, máy bay, vân vân, và yêu cầu học sinh đoán tên các cái dạng năng lượng mà các cái hoạt động đó đã sử dụng. Sau đó giáo viên đặt vấn đề là em đã học về nguồn năng lượng nào, các nguồn năng lượng đó đã được sử dụng trong cuộc sống như thế nào. Sau đó thì học sinh trình bày, và đến hoạt động mà học sinh tóm tắt hoàn thiện sơ đồ thì chúng em sẽ đưa cái sơ đồ cho lên màn hình. Sau đó thì cho học sinh trình bày năng lượng điện thì về thắp sáng, có những cái gì, có những cái hoạt động có cái năng lượng điện là dùng để thắp sáng để cho cuộc sống của chúng ta. Còn tiếp theo là những cái sử dụng vào những cái việc gì thì học sinh sẽ trả lời tiếp để hoàn thành vào năng lượng, ví dụ như là chạy máy, chạy một số phương tiện giao thông, rồi là dùng để sử dụng nhiều các cái đồ dùng ở trong gia đình như là quạt hay là tủ lạnh vân vân. Năng lượng điện năng lượng thứ hai là sử dụng chất đốt, thì cũng có để thắp sáng, để sưởi ấm, để sản xuất điện vân vân. Học sinh sẽ bổ sung các cái nguồn mà mình biết để hoàn thành được sơ đồ. Sau đó thì các nhóm mà sẽ trình bày các cái sơ đồ của từng nhóm để mà các bạn bổ sung cho nhau, chia sẻ với nhau. Giáo viên sẽ khuyến khích học sinh đặt câu hỏi cho các nhóm để các bạn hiểu kỹ hơn về vai trò của các nguồn năng lượng trong cuộc sống. Giáo viên sẽ tổng kết, tóm tắt lại và tuyên dương các nhóm mà hoàn thành được cái sơ đồ tốt. Đến hoạt động 2 là các cái hình ảnh ở trong sách giáo khoa. Các hoạt động được mô tả trong hình 2 có thể gây nguy hiểm cho con người và nêu biện pháp phòng tránh, thì giáo viên sẽ tổ chức cũng cho học sinh làm việc theo nhóm. Sau đó thì học sinh sẽ trình bày từng hình một, ví dụ hình 2A là bạn ấy đi chân đất, cắm dây quạt điện vào ổ khi điện bị có thể điện hở. Cái hình mũi tên ở trong sách là điện hở thì tác hại là sẽ có thể bị điện giật, và biện pháp phòng tránh là không cắm điện và báo cho người lớn biết để xử lý. Hình 2B là bạn đứng ở trên sàn nhà ướt để sấy tóc thì cũng rất nguy hiểm và có thể bị điện giật, và biện pháp phòng tránh là không sấy tóc trong nhà tắm hoặc đi dép nhựa khô để sấy tóc. Thế thì ở mỗi hình các bạn giáo viên có thể là cho học sinh các nhóm trình bày, sau đó thì bổ sung và sẽ chọn cái phương án nào mà phù hợp nhất để mà giáo viên tổng kết lại. Cũng tương tự như vậy ở hình 2C, 2D. Hình 2C là sử dụng điện thoại khi đang sạc cắm điện thì tác hại là có thể bị điện giật hoặc là nổ điện thoại. Biện pháp phòng tránh là không sử dụng điện thoại khi đang cắm sạc. Hình 2D là thay bóng đèn bàn học khi vẫn cắm điện thì cũng có thể là bị điện giật, và biện pháp ở đây là phải rút xích cắm ra khỏi ổ điện trước khi thay bóng đèn. Hoạt động thứ ba, mục 3 trong sách giáo khoa, thì giáo viên cho học sinh làm việc để thực hiện các nhiệm vụ và thảo luận. Em có thể sử dụng những nguồn năng lượng nào để làm một chậu nước nóng lên? Sử dụng nguồn năng lượng nào an toàn hơn, sử dụng nguồn năng lượng nào tiết kiệm hơn, thì học sinh sẽ làm việc theo nhóm thảo luận. Sau đó thì các nhóm cũng trình bày và giáo viên có thể chốt lại các cái
phương pháp mà học sinh làm để xem là cách nào thì tốt nhất. Đấy. Phải làm sao được nguồn điện, cái năng lượng phù hợp để làm nóng chậu nước thì phải là an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Và yêu cầu học sinh là phải giải thích lý do lựa chọn của mình. Ví dụ học sinh có thể lựa chọn là đun nóng lên hoặc là đem phơi ra ngoài trời nắng. Đấy thì có nhiều cách để học sinh trình bày và giáo viên sẽ kết luận những cái cách nào mà học sinh trình bày mà mình thấy là hiệu quả nhất. Em xin hết các cái hoạt động bài 12 ôn tập chủ đề năng lượng ạ. Xin cô cho ý kiến góp ý ạ. Dạ, cảm ơn cô giáo. Trong cái TV kia này có ai bật nói tiếp không? Cảm ơn cô giáo ở trường Cát Quế A, huyện Hoài Đức ạ. Chúng ta sẽ hình dung trong ít phút thì cô giáo đã trình bày cái kế hoạch bài dạy của cái tiết 12 với chủ đề ôn tập. Tôi có thể tóm tắt lại. Cái thứ nhất là cô giáo đã trình bày cái kế hoạch bài dạy này trong một tiết, và ở đây tôi tập trung vào các cái hoạt động học ạ. Các hoạt động tức là nội dung thứ ba ấy ạ. Còn hai nội dung trên thì của cái kế hoạch bài dạy thì hoạt động, các cái hoạt động dạy học ở đây, đặc biệt là cô rất sáng tạo ở cái hoạt động khởi động là cô đã tổ chức trò chơi đổi hình bắt chữ. Cái đó là một cái sáng tạo ạ. Còn đến cái hoạt động hai là hoạt động hình thành kiến thức thì ở đây nó là một bài tổng kết ôn tập, chứ nó không có cái hoạt động hình thành kiến thức, đúng không ạ? Đấy, không có hoạt động hình thành kiến thức, mà hoạt động hai ở đây nó sẽ là cái hoạt động luyện tập luôn, hoạt động ôn tập luyện tập. Đấy. Thì hoạt động ôn tập luyện tập ở đây thì có ba cái hoạt động nhỏ trong cái hoạt động ôn tập luyện tập thì cô đã sử dụng là cái phương pháp tổ chức hoạt động nhóm. Phương pháp tổ chức hoạt động nhóm. Đấy. Và sử dụng phương pháp hoạt động nhóm theo cái trình tự lần lượt từng hoạt động 1, 2, 3. Cứ hết một hoạt động thì lại cho nhóm báo cáo, rồi cô tổ chức thảo luận. Sau đó thì cô tổ chức giải đáp, đưa ra ý kiến đúng. Đấy là cái con đường và cái kế hoạch dạy học của cái tiết 12 ạ. Đấy, tôi tóm tắt lại con đường và cách thức làm việc của cô ở bài 12 ạ. Của trường Cát Quế A, xin lỗi, của cô giáo trình bày còn đại diện cho chung thảo luận của trường Cát Quế A, Hoài Đức, Hà Nội ạ. Thì theo tôi, cái cách làm việc đó là rất hay ở cái hoạt động khởi động. Đấy, rất hay ở hoạt động khởi động. Thế còn lại tổ chức hoạt động nhóm ở ba cái trên thì tôi thấy là không có vấn đề gì. Không có vấn đề gì. Nhưng tôi thì nếu ý kiến của riêng tôi nhé, đây là ý kiến của riêng tôi, thì tôi sẽ không làm lần lượt. Tôi không làm lần lượt. Mà tôi sẽ sử dụng cái kỹ thuật khăn trải bàn và làm một lúc, tổ chức nhóm theo kỹ thuật khăn trải bàn và làm một lúc, cho nhóm làm một lúc cả ba nhiệm vụ, sau đó mới tổ chức thảo luận. Đấy là ý kiến riêng của tôi ạ. Đấy. Còn cách làm của cô giáo là không có vấn đề gì. Rất tốt ạ. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ, các thầy cô thấy đây là một cái tiết tổng kết. Đây là một tiết tổng kết. Nó nổi bật cho cái cách làm việc, cách tổ chức hoạt động cho cái tiết tổng kết của chủ đề. Và cả cuốn sách khoa học năm, tất cả các tiết tổng kết đều làm theo con đường này ạ. Đấy. Các thầy cô có thể trao đổi thêm. Bây giờ tôi muốn mời các thầy cô sang một bài khác. Các thầy cô ở trường tiểu học Cư Đờ Răm, huyện Cờ Rông Bông, Đắk Lắk đã được kết nối ạ. Các thầy cô nhận được kết nối chưa ạ? Dạ thưa cô, giờ em xin phép trình bày. Kế hoạch bài dạy như sau là về bài 1 đầu tiên thì chúng ta sẽ có hoạt động khởi động về mục tiêu. Thì là mục tiêu thì học sinh sẽ nêu được một số cây trồng trên cạn, được trồng trên đất ở các nơi khác nhau. Thì đầu tiên em sẽ tiến hành là cho học sinh chơi một trò chơi, đó chính là trò chơi được em mang tên là Tôi được trồng ở đâu. Thì cách chơi là em sẽ hướng dẫn cho học sinh là bằng cách là đưa ra các bức ảnh về các loại cây trồng như là rau cải, cây phi lao và cây ngô.
thì là ba loại cây đó được trồng ở những nơi khác nhau, thì yêu cầu học sinh sẽ quan sát, suy nghĩ và nêu ra được là những cái cây đó được trồng ở những ở đâu trên cái bức ảnh đó. Ví dụ như ảnh ở ảnh 1 thì cây rau cải được trồng trên đất trong vườn, ở ảnh thứ 2 thì cây phi lao được trồng trên đất ngoài bờ biển, và cây thứ 3 là cây ngô được trồng trên các khe đất mà không được trồng trên đá. Thì sau khi đã học sinh đã trả lời được rồi thì bắt đầu em sẽ dẫn dắt vào bài. Đó là cây có thể sống và phát triển trên các loại đất nhưng không thể trồng trên đá. Vậy trong đất có những thành phần nào giúp cho cây trồng có thể phát triển? Thì các em cùng tìm hiểu ở các hoạt động sau. Thế bây giờ em sẽ bắt đầu tiến hành vào hình thành kiến thức mới cho học sinh. Đó là hoạt động 1 là thành phần của đất. Thì em sẽ hướng dẫn cho học sinh đi tìm thành phần đầu tiên, đó là thành phần không khí ở trong đất. Thì ở một hoạt động 1 này thì yêu cầu học sinh là đọc khung thông tin đưa vào tài liệu sưu tầm về đất đã chuẩn bị cho học sinh, để học sinh có thể biết được là các loại đất. Sau đó vào hoạt động 1 thì mục tiêu là nhận biết được đất có không khí. Về cách tiến hành thì em sẽ làm như sau. Thì cho học sinh thực hiện thí nghiệm 1 để chứng minh rằng trong đất có không khí theo nhóm 6 và ghi vào phiếu thảo luận nhóm lần lượt theo các bước như sau. Thì bước đầu tiên, học sinh sẽ kiểm tra và chuẩn bị đồ dùng thí nghiệm như là đất và nước. Và bước 2 thì các nhóm thảo luận viết dự đoán về hiện tượng sẽ xảy ra khi thả đất vào trong cốc nước. Và bước 3 thì các nhóm sẽ tiến hành thả đất vào cốc nước, quan sát hiện tượng xảy ra. Bước 4, kết luận và so sánh dự đoán ban đầu của học sinh. Thì ban đầu học sinh sẽ kiểm tra đồ dùng của nhóm, thì sẽ gồm một dĩa chứa một ít đất và một cốc thủy tinh chứa nước, và phát cho học sinh một cái găng tay để học sinh có thể cầm đất và tránh vi khuẩn. Bước 2 thì các nhóm đưa ra dự đoán vào phiếu, và có thể dự đoán là nước sẽ nổi bọt hoặc là nổi đục của nước lên. Đó là các cái chuẩn đoán ban đầu của nhóm. Sau đó ở bước 3 này thì học sinh sẽ tiến hành thí nghiệm là cho đất vào nước. Và ở hoạt động này thì em sẽ hướng dẫn cho học sinh là quan sát thật nhanh khi mà học sinh bỏ đất vào nước. Quan sát thật nhanh khi mà học sinh mới thả đất vào nước. Thì như quý thầy cô đã biết thì chúng ta vừa mới bỏ đất vào nước thì sẽ có một số bọt không khí nhỏ ở trong đất nó nổi lên trên mặt nước. Thì khi đó thì em mới có thể là rút ra được kết luận cho học sinh là những bọt không khí đó được thoát ra từ cái mảnh đất mà học sinh đã thả vào trong cốc nước. Thì sau đó là học sinh sẽ kết luận ghi vào trong phiếu bài tập của học sinh. Sau đó là cho các nhóm trình bày. Còn chỗ mà tủ lạnh mới góc gần cái bếp đó. Dạ, như vậy là em đã trình bày xong hoạt động 1 là nhận biết trong đất có không khí. Xin cảm ơn thầy ở trường Đức Ram thuộc huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Thầy đã vừa trình bày, thầy giáo đại diện cho trường đã trình bày cái phần thứ nhất của bài 1. Phần thứ nhất của bài 1. Thì ở đây tôi thấy rất là vui và hoan nghênh cái tinh thần của cái phần khởi động của đưa ra cái hoạt động khởi động của thầy giáo là rất là tốt, rất là hay, tạo ra mới trò chơi mà để học sinh có thể tham gia chơi, làm xuất hiện cái thành cái vấn đề học tập, xuất hiện cái vấn đề học tập, đó là trong đất có những thành phần gì mà làm cho cây trồng có thể sống được. Đấy là một cách làm rất hay. Cái thứ hai, ở đây tuy thời gian có hạn, thầy chỉ mới làm một trường tiểu học Cư Vừa Ram, huyện Krông Bông, Đắk Lắk mới chỉ làm một nội dung. Nhưng trong nội dung này thì thầy cũng đã thể hiện được rõ các cái mục tiêu, cách thực hiện. Và cách thực hiện của thầy ở đây tôi đánh giá rất cao trong cái việc mà thầy đã lựa chọn khi tổ chức cái hoạt động của cái nội dung dạy học mà có sử dụng tìm tòi khám phá qua thí nghiệm. Đó là trước khi học sinh làm thí nghiệm, thầy đã tổ chức giới thiệu, nói rõ
để học sinh thảo luận và nói rõ, nắm chắc các cái bước, biết được các cái bước để thực hiện thí nghiệm. Đấy. Sau đó thầy mới bắt đầu đề nghị học sinh sử dụng dụng cụ để làm thí nghiệm. Đấy. Thì cái này là một cái con đường mà theo tôi đánh giá rất cao cách làm của trường tiểu học Kram, huyện Krông Lông, Đắk Lắk. Đấy. Thầy giáo vừa trình bày cái đó là cái mà thấy là rất là đúng và rất là hay trong cái việc mà sử dụng thí nghiệm để dạy học, là bao giờ cũng đề nghị học sinh tổ chức thảo luận, đưa ra rõ các bước con đường tiến hành, sau đó mới giao nhiệm vụ cho học sinh làm. Thì đấy là cái mà tôi thấy là các trường cũng nên ghi nhận để chúng ta tham khảo và học tập. Đấy, theo tôi là như thế. Đấy, tuy được mới làm một phần nhưng cách làm của thầy rất tường minh, sáng tỏ và rõ ràng. Đấy. Bây giờ các thầy cô của các trường khác có ý kiến gì cho cái kế hoạch dạy học này không ạ? Thầy mới làm một phần thôi ạ, cho nên nó chưa có phần luyện tập, không sao ạ. Đấy, nhưng mà cái phần đó là thầy làm trong khoảng thời gian ngắn, có ít phút mà trường tiểu học đó đã làm được như thế. Theo tôi là các thầy cô làm việc rất là hiệu quả, nghiêm túc ạ. Cái bài kế hoạch mà các thầy cô đưa ra nó rất khoa học, phù hợp ạ. Các thầy cô khác có ý kiến gì không ạ? Tôi xin mời một trường nữa trình bày. Giáo viên trường tiểu học Phần Sơn xin trình bày thiết kế bài dạy của một tiết của bài sử dụng năng lượng điện. Thì đối với bài sử dụng năng lượng điện này thì có ba cái mục tiêu, ba cái yêu cầu cần đạt. Thứ nhất là nêu được một số quy tắc cơ bản về an toàn điện và tuân thủ các quy tắc an toàn điện trong tình huống thường gặp. Cái yêu cầu cần đạt thứ hai đó là nêu và thực hiện được việc làm thiết thực để tiết kiệm năng lượng điện ở trường và ở nhà. Yêu cầu thứ ba là đề xuất và trình bày được những việc cần làm để sử dụng an toàn, tiết kiệm năng lượng điện một cách đơn giản, dễ nhớ, như là dùng hình ảnh sơ đồ để vận động gia đình và cộng đồng cùng thực hiện. Vậy thì ở đây em xin trình bày cái kế hoạch bài dạy của tiết 1. Đó là cái yêu cầu cần đạt là nêu được một số quy tắc cơ bản về an toàn điện và tuân thủ các quy tắc an toàn điện trong tình huống thường gặp. Ở hoạt động mở đầu, tức là hoạt động khởi động, thì theo em thì giáo viên sẽ cho học sinh quan sát một số cái hình ảnh mà giáo viên đã chuẩn bị và sẽ hỏi học sinh là năng lượng điện sẽ được dùng vào những việc gì. Sau đó là học sinh sẽ trình bày và giáo viên sẽ cho học sinh liên hệ thêm là trong thực tế thì các em đã thấy là năng lượng điện có thể sử dụng vào những việc gì khác. Thì sau đó giáo viên sẽ kết nối và kết luận là khi dùng, để biết được là năng lượng điện ngoài cái việc phát sáng, chạy máy vân vân thì chúng ta còn được sử dụng vào những việc gì và người ta thường lấy điện từ đâu. Đấy. Và khi sử dụng năng lượng điện thì cần phải có những cái yêu cầu gì để đảm bảo an toàn. Thì qua bài học hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đến cái hoạt động dạy học chủ yếu, tức là khám phá. Thì cái hoạt động 1 là an toàn khi sử dụng điện. Thì ở đây là học sinh, giáo viên sẽ cho học sinh thảo luận theo nhóm. Ở đây là theo nhóm 6 là học sinh sẽ thảo luận nhóm là câu hỏi là ngoài thắp sáng, chạy máy thì điện còn được sử dụng vào những việc gì. Sau khi các nhóm thảo luận trong một thời gian mà giáo viên đã cho phép thì đại diện của các nhóm sẽ trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình và các nhóm khác sẽ bổ sung. Tiếp theo là giáo viên sẽ cho cả lớp quan sát cái hình 1 trong sách giáo khoa và giáo viên sẽ hỏi là ngoài quan sát hình 1 thì các em hãy cho biết là điện được truyền từ nhà máy điện đến ổ điện của mỗi gia đình, cơ quan, trường học như thế nào. Thì học sinh sẽ trình bày cái kết quả mà các em đã quan sát được từ hình 1, tức là điện sẽ được truyền từ nhà máy điện
rồi đến sẽ được đưa lấy từ nhà máy điện và chuyển đến trạm biến thế, tức là tăng áp, và đưa lên đường dây cao thế, rồi chuyển xuống đến trạm hạ áp, rồi đưa từ sau đó từ trạm mà hạ áp này thì điện nó được đưa tới các hộ gia đình để sử dụng. Đến hoạt động tiếp theo là để chia cái hướng dẫn học sinh những cái việc nên làm và không nên làm để đảm bảo an toàn cho con người khi sử dụng nguồn điện. Thì theo tôi thì trong cái hoạt động này sẽ cho học sinh cũng sẽ thảo luận theo nhóm, tức là theo nhóm 4 thôi. Và các nhóm 4 này sẽ có nhiệm vụ là sẽ quan sát 4 cái hình ABCD ở hình 2. Và các em sẽ cho biết là những việc nào nên là trước hết là sẽ cho biết nội dung của từng hình. Và sau đó là học sinh sẽ thảo luận để cho cùng các bạn trong nhóm và cho biết là trong các cái việc là các cái hình việc làm được thể hiện trong từng hình đó thì việc nào là nên làm và việc nào không nên làm để đảm bảo an toàn cho con người. Thì ở hình A, hình sau khi học sinh thảo luận và các đại diện các nhóm trình bày thì giáo viên sẽ kết luận và cho ta thấy là hình A, hình B, hình D là những việc mà các em không nên làm để đảm bảo an toàn khi sử dụng điện, còn hình C là việc nên làm. Các nhóm lại tiếp tục cũng sẽ theo quan sát và thảo luận ở hình 3, 4 cái hình A, B, C, D và cho biết là ở hình 3 và hình 4 thì trường hợp nào sẽ sử dụng điện an toàn và trường hợp nào không an toàn, vì sao. Thì cái hình 3 và hình 4 thì học sinh cũng sẽ trình bày cái kết quả thảo luận của nó cũng tương tự như với cái hình 2. Và hết kết thúc cái hoạt động khám phá thì lúc này giáo viên sẽ cùng học sinh chuyển sang là phần vận dụng thực hành. Thì cái phần vận dụng thực hành này thì học sinh sẽ giáo viên sẽ hỏi học sinh là về an toàn khi sử dụng điện thì chúng ta cần tuân thủ những quy tắc gì, và các em có thể kể thêm một số trường hợp sử dụng điện an toàn và không an toàn trong thực tế mà em biết. Và sau khi học sinh nêu được các cái trường hợp ngoài sách giáo khoa ra thì những trường hợp nào sử dụng điện an toàn và không an toàn mà các em đã liên hệ trong thực tế cuộc sống thì giáo viên lúc này mới kết luận và chuyển sang phần củng cố dặn dò. Đấy là toàn bộ cái kế hoạch bài dạy của tiết 1 của bài sử dụng năng lượng điện mà trường em đã thiết kế. Em xin hết ạ. Xin cảm ơn cô giáo ở trường tiểu học Cẩm Sơn, Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Thời gian có hạn thì cô cũng đã, trường tiểu học cũng đã suy nghĩ xây dựng một cái kế hoạch cho một đơn vị kiến thức của đại học. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy ở bài học này thì cô giáo cũng đã lựa chọn cái hoạt động tổ chức dạy học rất là phù hợp, rất là phù hợp. Đấy, rất phù hợp. Và các cái hoạt động học cũng như hoạt động định hướng của thầy cô là rất là logic, rất hợp lý. Cái thời gian thì không còn nhiều, chỉ còn ít phút nữa thôi, còn có một phút là chúng ta đến giờ nghỉ. Thì tôi cũng xin cảm ơn sự làm việc qua một ngày của các thầy cô, thể hiện được các thầy cô rất là nghiêm túc làm việc và hiệu quả của cái buổi là hoạt động của chúng ta trong có một ngày, thì tôi thấy là cũng đạt được cái mục tiêu như là cái hiệu quả đã đề ra. Và chúng ta nhận thấy là cái môn khoa học 5 là một cái môn mà cũng hứng thú, nhưng mà rõ ràng là các thầy cô cũng phải đầu tư thời gian công sức thì mới có được những cái kế hoạch bài dạy ở cuối giờ của các trường đưa ra đều rất là khoa học, hợp lý và có nhiều điểm sáng tạo mới. Tuy nhiên là thời gian nó ngắn quá nên chúng ta cũng không đủ thời gian để cho tất cả các thầy cô ở tất cả các trường có thể đưa ra ý kiến của mình.
Đấy. Mong rằng sau cái buổi tập huấn này, các thầy cô có thể vào các cái cổng thông tin điện tử mà nhà xuất bản đang mở để chúng ta tiếp tục suy nghĩ, trao đổi, tiếp tục suy nghĩ và trao đổi, thảo luận về nó. Đấy. Xin cảm ơn sự làm việc nghiêm túc, nhiệt tình của các thầy cô trong cái buổi tập huấn ngày hôm nay. Và trước khi ra về thì cũng gửi lời kính chúc sức khỏe các thầy cô. Đấy, mong các thầy cô đồng hành cùng nhau, cùng tất cả các giáo viên trên mọi miền Tổ quốc để hoàn thành được cái nhiệm vụ chồng người, mà đặc biệt là tiểu học là rất quan trọng. Tôi là người đã đi dạy tất cả các trường, các cấp, và đây là cũng bây giờ là lần đầu tiên xuống tiểu học viết sách, nhưng được đồng hành các thầy cô qua 4 năm kể từ khi nhận viết sách lớp 4, lớp 5 đến nay thì thấy rằng các thầy cô ở tiểu học thật là tuyệt vời, bởi vì các thầy cô là người làm việc vất vả nhất và cũng là người mà gieo cái hạt giống cây đầu tiên cho nghề của chúng ta. Đấy. Kính chúc các thầy cô mạnh khỏe, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đạt được mọi cái kế hoạch theo cái mơ ước của mình trong cuộc sống. Xin cảm ơn các thầy cô ạ và xin chào tạm biệt.